Bóng tối đã bao phủ khắp đường làng ngõ xóm. Trời bắt đầu vào mùa hè nên bà con xóm vòng ra đồng muộn và cũng trở về nhà khi bóng tối đã bao vây. Trong ngôi nhà mái ngói năm gian, bà Phượng vẫn nằm mệt mỏi, chẳng muốn nhấc người dậy. Vậy là cũng 3 ngày kể từ khi ông Công chồng bà ra đi, về với đất. Bà buồn thương cho chồng và trách phận mình hẩm hiu quá đỗi. Khi cái Xuân và Thu còn chưa lớn khôn, khi hai đứa con gái còn chưa có đứa con nào gả đi lấy chồng yên bề gia thất, thì ông đã bỏ bà mà đi. Bà nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối bủa vây, lòng nặng trĩu. Người mẹ ấy hiểu rõ trọng trách đè nặng lên vai của mình. Rồi sau này công việc to lớn gì trong nhà cũng sẽ một tay bà lo liệu. Đang để mình trong những dòng suy nghĩ đầy nỗi lo toan thì bà Phượng giật mình bởi tiếng cái Xuân, con gái cả của bà. Xuân chạy vào buồng và nói: "Mẹ ơi, cơm con đã dọn mà ra ăn cho nóng ạ. Mấy ngày nay mẹ chẳng ăn gì rồi." Bà Phượng cố gắng ngồi dậy và bảo con: "Con ra trước rồi mẹ ra ngay đây." Bà lê bước ra gian nhà chính thì thấy hai chị em Xuân đã ngồi đợi. Cái Thu nhanh nhẩu nói: "Mẹ ngồi xuống ăn món cá kho chị Xuân nấu từ chiều cho mẹ đó ạ. Mẹ vẫn thường thích món này mà." "Ừ, để mẹ ăn xem nào." Bà Phượng gắp một miếng cá nhỏ ăn kèm lẫn cơm trắng. Vừa đưa vào miệng bà đã vội vàng nhổ ra ngay và nói lớn: "Mày nấu kiểu gì đây hả Xuân? Khò cá kiểu gì mặn chát thế này? Khò như thế thì cho lợn ăn, chứ người ăn cái nỗi gì. Mày không muốn nấu cho mẹ mày ăn thì đừng có nấu." Chị Xuân vội gắp một miếng cá và cho vào miệng, nhưng quả thật hôm nay chị đã lỡ cho hơi quá tay một chút. Xuân sợ hãi nói với bà Phượng: "Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, hôm nay con sơ ý quá, con cho hơi nhiều muối ạ." "Con với cái gần 18 tuổi đầu rồi, chứ có ít đâu mà vụng thế hả? Hay mày muốn cho cả nhà này ăn mặn để sớm đổ bệnh và cũng đi theo bố mày luôn hả?" "Dạ con không dám, mẹ cho con xin lỗi ạ." Thấy bà Phượng quát mắng chị Xuân, cái Thu cũng nhanh miệng mà nói đỡ chị: "Mẹ đừng có mắng chị Xuân, mà tội chị mà mẹ. Chị đã vất vả nấu cả chiều nay đó mẹ. Hơi mặn một chút thì mình lại ăn thêm cơm ạ. Cá kho nhừ ăn ngon lắm đó mẹ." Bà Phượng thấy Thu bênh chị Xuân thì trách: "Con còn bênh nó được à? Không biết nó cho con cái gì mà cứ hở miệng ra là bênh nó. Con không hiểu thì đừng có xen vào, nhớ chưa?" Nói rồi bà Phượng cầm bát cá kho giữa mâm mà quẳng ra giữa sân cho chó ăn. Bà nói lớn: "Đừng có tỏ ra là mình thánh thiện mà trong lòng lại đầy những thủ đoạn. Không ở được cái nhà này nữa thì cuốn xéo cho rảnh nợ." Chị Xuân chỉ biết khóc mà nói: "Con xin mẹ, mẹ cho con ở nhà cùng mẹ và em, sau này con không dám làm sai điều gì nữa ạ." Bà Phượng chẳng thèm quan tâm đến những lời chị Xuân nói. Bà bước vào buồng và nằm xuống. Chị Xuân nhìn theo bóng mẹ mà không kìm được nước mắt. Chị chẳng hiểu sao, nhưng bà Phượng luôn ghét bỏ chị, thậm chí còn muốn đuổi chị ra khỏi nhà cho khuất mắt. Nhìn thấy chị gái mình khóc, Thu thương lắm, nó đến gần và bảo chị: "Chị đừng khóc nữa, em thương chị lắm." Chị Xuân vừa khóc thút thít vừa nói với em gái: "Sao? Sao cùng là chị em trong nhà, cùng bố mẹ sinh ra mà lúc nào mẹ cũng thương em và ghét bỏ chị như thế hả? Sao lúc nào cũng nhất bên trọng nhất bên khinh cơ chứ? Chị đã làm sai điều gì?" Thu cũng nhận ra điều đó, nhưng nó vẫn cố gắng an ủi chị: "Chị đừng nghĩ vậy mà, mẹ thương cả hai chị em mình. Chắc mẹ đang đau buồn chuyện bố mới mất nên mới nổi nóng như vậy thôi. Thương chị mà mẹ luôn tìm cách mắng chị. Thương chị mà mẹ muốn đuổi chị đi à? Có tình thương nào như thế không hả? Đâu chỉ có ngày hôm nay mẹ mới nổi nóng đâu chứ. Bao năm nay mẹ vẫn vậy cơ mà." Cái Thu không biết trả lời chị Xuân như thế nào, nó chỉ còn biết nắm lấy tay chị Thu. Chị Thu cũng chẳng hiểu nổi tại sao từ rất lâu rồi mẹ mình lại luôn đối xử nghiêm khắc với chị. Thu tự nhủ nếu mình là chị Xuân chắc mình cũng tủi thân lắm. Nhà có hai đứa con gái nhưng bà Phượng lúc nào cũng bên trọng bên khinh. Và dù thời gian có thay đổi mọi thứ nhưng vẫn chẳng thể thay đổi được suy nghĩ và quan điểm của bà Phượng. Ngồi bên cạnh chị Xuân, Thu nhớ về những năm tháng trước kia,
những ngày tuổi thơ, những ngày bố Công còn sống. Trong ký ức của Thu, bố Công lúc nào cũng yêu chiều hai cô con gái, mặc cho bà nội, bà Hường vẫn luôn mong muốn có đứa cháu trai. Năm chị Xuân lên 8, Thu tròn 6 tuổi. Có chưa hè nóng bức, bà Hường đi sang nhà Thu mà nói lớn: "Anh Công có nhà không?" Bố Công chạy từ trong nhà ra và đáp: "Dạ con đây ạ. Sao hôm nay mẹ lại sang nhà con lúc chưa nắng nôi như thế này ạ?" "Mẹ đang có chuyện muốn nói với anh đây." "Chuyện gì vậy mẹ?" "Mẹ có bà bạn ở trên xóm chùa giới thiệu cho một thầy lang bốc thuốc mát tay lắm. Bao nhiêu người hiếm muộn hay mãi chẳng sinh nổi con trai được thầy giúp mà có con như ý đó. Thời buổi nào nữa mà mẹ còn trọng nam khinh nữ chứ hả? Con cái là lộc trời cho, mẹ đừng bắt vợ chồng con phải đi hết chỗ này đến chỗ kia mà làm gì. Cái ảnh này lạ thật, mẹ nói là lo cho vợ chồng anh sau này, chứ có phải lo cho một mình mẹ đâu. Mà có bệnh thì vái tứ phương, cứ ngồi đấy thì biết bao giờ cho có. Nhưng con với nhà con đều khỏe mạnh bình thường mà mẹ. Sao hôm nay anh lại dám cãi cả mẹ cơ à? Hay là con vợ anh nó xui? Đàn ông gì mà chỉ suốt ngày giúp váy vợ thì làm sao mà khá được. Nói rồi bà gọi lớn: "Chị Phượng đâu? Ra đây tôi xem nào." Anh Công liền đáp lời mẹ: "Nhà con trưa nay tranh thủ sang nhà cô Tư chơi ạ. Cô ấy mới sinh em bé về." "À đấy, sang người ta chơi thì cũng phải biết nhìn con dâu nhà người ta mà học tập. Chúng nó đứa nào đứa nấy đều sinh được con trai rồi. Còn vợ chồng anh chị lấy nhau gần cả chục năm nay mà vẫn chỉ dậm chân tại chỗ. Tôi già rồi vẫn chẳng thể yên lòng được với vợ chồng anh chị." Anh Công chẳng buồn đáp lại mẹ. Bà Hường nói một thôi một hồi rồi cũng về. Thu chẳng biết, nhưng dù bà nội có nói như thế nào, có bao nhiêu lần thì bố Công vẫn luôn yêu nó và chị Xuân. Suốt bao nhiêu năm nó cũng chưa từng thấy một lần anh Công gây áp lực chuyện sinh con trai cho mẹ Phượng. Bố mẹ vẫn luôn hết mực yêu thương nhau, và nhiều khi Thu còn cảm thấy bố Công còn đôi chút sợ hãi mẹ Phượng, hay nói như giới trẻ bây giờ là luôn coi chị Phượng là nóc nhà. Và đâu phải gia đình nào không sinh được con trai là không thể hạnh phúc đâu. Đâu phải người đàn ông nào trong xã hội cũng coi trọng và sinh cho bằng được con trai. Gia đình Thu vẫn cứ hạnh phúc bên nhau dưới một mái nhà như thế. Nhưng bình yên thì không phải lúc nào cũng ở sau cánh cửa nhà. Bố mẹ thì chẳng mấy cãi vã hay mâu thuẫn. Duy chỉ có điều Thu nhận thấy là mẹ Phượng tỏ rõ thái độ chẳng mấy yêu thương gì chị Xuân. Và điều kỳ lạ là nhiều khi mẹ nói chị Xuân một cách vô lý hay thậm tệ trước mặt bố Công, nhưng bố cũng chẳng dám ý kiến gì. Ngày chị Xuân lên 10 tuổi, chị phải làm rất nhiều việc sau giờ đi học. Có hôm Thu thấy chị ra đồng cắt cỏ, có khi là đi chăn bò, hay có ngày chị Thu còn phải theo mẹ đi tắt nước. Và trái lại với chị Xuân, Thu được cả hai bố mẹ yêu thương nên nó chẳng bao giờ phải làm những công việc nặng nhọc. Thu chỉ có việc ở nhà quét nhà, rửa ấm chén, thì thoảng nấu nôi cơm là xong nhiệm vụ. Có chiều chị Xuân đi chăn bò bên bãi, vì mải cắt cỏ ở bờ ruộng mà chị chẳng để ý đến bò nhà mình đã gặm mất một phần luống rau khoai nhà cô Lệ. Khi cắt cỏ xong, chị Xuân phát hiện ra và vô cùng sợ hãi, vì chị biết cô Lệ vốn là người nổi tiếng ở xóm vòng này. Dắt bò về nhà mà lòng chị đầy những bất an. Đúng như dự đoán của chị, ngay sau khi về đến nhà được khoảng chừng 30 phút, cô Lệ đã tổng tộc chạy sang nhà bà Phượng và nói: "Nhà chị Phượng có ai ở nhà không ạ?" Bà Phượng đang cho bò ăn rơm, nghe thấy tiếng ai đó gọi mình thì bỏ dở chạy ra đáp: "Có, tôi ở nhà đây cô Lệ ơi. Hôm nay không đi bán đậu hay sao mà sang nhà chị giờ này?" Cô Lệ nói luôn: "Em đang ngồi bán đậu mà nghe có đứa bảo bò nhà chị ăn mất luống khoai nhà em đó. Ôi thôi chết, để chị hỏi cái Xuân xem thế nào." Rồi bà Phượng quay người về phía bếp và gọi: "Xuân, ra đây mẹ xem nào." Chị Xuân sợ hãi chạy ra: "Dạ con đây ạ. Hôm nay con đi chăn bò để bò ăn khoai nhà cô Lệ à?" Xuân ấp úng và trả lời mẹ: Dạ con mải cắt cỏ nên lỡ để bò vào ruộng khoai nhà cô Lệ ạ." Bà Phượng chưa kịp nói gì thì cô Lệ đã réo lên chua chát: "Đấy, em đã bảo mà,
Em nói có sai bao giờ đâu. Cháu chăn bò kiểu gì mà để nó ăn luống khoai của nhà cô thế? Mà chuyện đã xảy ra cũng chẳng nói với cô một tiếng, thế là không có được đâu. Chị Xuân vội vàng nói, cháu xin lỗi cô nhiều mà. Cô lại quay sang mà nói với Xuân, cháu mà cứ lờ đãng như thế, có ngày bỏ nó ăn hết ruộng rau ruộng lúa nhà người ta. May mà cô hiền chứ như người khác là người ta bắt ra thôn làm việc rồi trồng lại cho người ta đấy. Bà Phượng hiểu cô Lệ quá rồi nên bà chạy vào nhà lấy túi tiền ra và nói, thôi con dại cái mang, cháu nhà chị nó cũng đã chót rồi, cô cho nhà chị xin, cô cầm tạm giúp chị 100.000 nhé. Chỗ thân tình với bà con hàng xóm với nhau em mới cầm đấy ạ. Chị cũng nhắc nhở cháu đi ạ. Vâng, cảm ơn cô. Cô vào nhà uống chén nước đã. Thôi, em phải ra bán đậu tiếp đây. Nói rồi cô Lệ nhanh chân đi ra phía cổng và mất hút sau lũy tre làng. Lúc này bà Phượng mới nổi cơn thịnh nộ, bà quát, mày đi chăn bò kiểu gì hả Xuân? Con với cái không được nước non gì cả. Sao lúc nào mày cũng thích gây chuyện thì mày mới thỏa mãn hả? Con xin lỗi mẹ, do con bất cẩn ạ. Mày giỏi lắm, chưa gì đã biết phá hoại rồi. Mày có biết bố mày phải đi làm thợ xây vất vả dưới trời nắng nóng, mẹ mày đi chợ sớm hôm kiếm từng đồng từng hào không? Mỗi lần bất cẩn là 100.000, rồi 200.000, rồi còn nhiều hơn nữa. Mày thấy mày giỏi chưa? Chị Xuân chỉ biết khóc lóc cho lỗi lầm của mình và khóc vì sợ hãi. Lúc đó Thu cũng còn quá nhỏ nên chẳng dám chạy vào bênh chị Xuân. Và sau này nó cũng hiểu, khi người ta nóng giận thì lời nói của mình chỉ thêm dầu vào lửa, và cách tốt nhất là ta nên im lặng. Đúng lúc đó ông Công đi làm về, thấy tiếng bà Phượng bực mình quát mắng con thì ông hỏi, có chuyện gì vậy em? Anh vào nhà mà xem, con gái quý hóa của anh đây này, nó đi chăn bò kiểu gì mà để bò ăn rau khoai nhà người ta. Người ta vừa sang bắt đền kia kìa. Thôi, chuyện đã rồi em ạ, còn nó cũng đâu có muốn như vậy đâu. Đã rồi, nhưng em phải nói để con Xuân nó biết, chứ cứ như thế này, vợ chồng mình lấy tiền đâu mà đền suốt. Hôm nay là luống khoai, ngày mai là ruộng ngô, hôm sau là ruộng lúa chín thì sao? Ông Công cũng chẳng dám nói thêm, ông lặng lẽ đi vào nhà, dù cho rất thương Xuân, và rồi còn rất nhiều những lần như thế nữa. Dù bà Phượng có mắng có chửi Xuân thế nào, ông Công cũng chẳng thể đứng ra bênh vực cô con gái cả được. Nhiều khi Xuân cũng giận bố, bởi bố lúc nào cũng nói yêu Xuân. Vậy mà khi mẹ mắng cô thì ông lại chỉ dám bỏ đi hoặc im lặng. Phải chăng người đàn ông ấy, người bố ấy cũng có những nỗi khổ riêng mà chẳng thể nói ra cho Xuân hiểu. Xuân và Thu cùng nhau lớn lên dưới một mái nhà. Dù cho mẹ có phân biệt đối xử, nhưng Thu lúc nào cũng yêu thương chị gái của mình. Mẹ mua cho Thu những chiếc bánh giò ngon, nó cũng giấu giếm để hai chị em cùng ăn. Nhưng có một điều Thu chẳng thể biết được, đó là từ lúc nào chị Xuân cũng chẳng còn yêu thích Thu nữa. Phải chăng khi càng lớn, chị Xuân càng nhận ra mẹ cái gì cũng dành cho em gái phần hơn, lúc nào cũng bênh vực em Thu, nên chị trở nên ích kỷ và hẹp hòi. Chị ngày một ghét Thu nhiều hơn. Những ngày cuối năm, những đứa trẻ trong xóm vòng, đứa nào đứa nấy đều háo hức được mẹ cho đi chợ đông. Phần vì chúng sẽ đi trông quang gánh cho mẹ chúng đi sắm đồ Tết, phần vì được ăn và mua những món đồ chúng thích. Và chỉ có dịp Tết đến xuân về, lũ trẻ mới có cơ hội đòi bố mẹ mua cho thứ này thứ kia. Xuân và Thu cũng không ngoại lệ, chúng đã rất mong chờ đến ngày này. Ngày 27 Tết đã đến, Thu chạy lại bên mẹ và nói, mẹ ơi, mai mẹ cho con đi chợ cùng mẹ nhé. Thế liệu mai mẹ gọi dậy sớm, con có dậy được không? Dạ được ạ. Ánh mắt Thu sáng lấp lánh, nó vui sướng như đang mở cờ ở trong bụng. Thế con thích mua gì nào? Mẹ mua cho con bộ quần áo mới để đi chơi Tết nhé. Rồi, mai mẹ sẽ cho con lựa chọn thoải mái, đi đến trưa cũng được. Thu ngẫm nghĩ rồi nói, mẹ cho cả chị Xuân đi nữa nhé. Cái Xuân ấy à, nó lớn rồi, ở nhà lo cơm nước đi. Xuân đang ở dưới bếp nấu cơm, chị nghe thấy lời mẹ mà không khỏi buồn phiền. Xuân buồn tủi, nghĩ mình thật giống nhân vật Tấm trong cổ tích. Nhưng Tấm phải sống với mẹ dì ghẻ, còn Xuân, chị được sống với mẹ ruột,
Mà sao chị vẫn thấy cô đơn quá đỗi. Xuân ấm ức và nghĩ chẳng biết mình có phải con ruột của bố mẹ hay không nữa. Ngày hôm sau, Thu được bà Phượng dẫn đi chợ. Hai mẹ con đi khắp các quán và đối với Thu, phiên chợ đông là một thế giới nhiều màu sắc, đông vui và tấp nập. Nhưng con bé vẫn có chút buồn, buồn vì hôm nay không có chị Xuân đi cùng. Thu được mẹ mua cho quần áo mới, còn chị Xuân thì không. Thu thấy thật thương cho chị, nhưng trong suy nghĩ non nớt của con bé, chắc chị Xuân là chị nên sẽ phải nhường cho em. Thế rồi, nó tặc lưỡi và bám vạt áo đi sau bà Phượng. Nó thích thú đi qua hàng chè đá và đòi mẹ mua cho hai cốc mang về nhà uống. Thu vẫn luôn nhớ chị Xuân ở nhà như thế. Về đến nhà, đợi bà Phượng đi mang lễ sang nhà ngoại, Thu lấy hai cốc chè ra và chạy xuống bếp đưa cho chị Xuân. Chị Xuân ơi, chị ăn cốc chè này đi chị. Em xin mẹ mua hai cốc để mỗi chị em mình một cốc đó hả? Xuân vẫn ấm ức chuyện mình không được đi chợ. Nó lạnh lùng nói với Thu, chị không ăn, mẹ mua cho mày thì mày ăn đi. Mẹ biết mẹ lại chửi chị à? Không, mẹ không có nhà đâu chị. Hai chị em mình không nói thì mẹ làm sao biết được chứ ạ? Đã bảo không ăn mà. Thu vẫn cố đưa cho chị cốc chè. Xuân bực mình hất tay làm đổ cốc chè xuống sàn bếp. Vì quên mang theo chai rượu lễ nên bà Phương quay về nhà để lấy. Chứng kiến cảnh đó bà quát lớn, mày làm gì đó hả Xuân? Sao lại hất đổ cốc chè thế hả? Thu vội nói, lỗi do con mẹ ơi. Con lại còn bênh nó được nữa hả? Mẹ đã bảo con bao nhiêu lần rồi. Con chị con chẳng có tốt đẹp gì đâu, mà sao con không nghe hả? Con đòi mẹ bằng được để mua hai cốc, con cho nó rồi sao? Nó còn hất đi kia kìa. Từ sau hãy tránh xa nó ra đi. Chị lỡ tay thôi mà mẹ. Thu cố giải thích cho Xuân. Con với cái, mẹ bảo thì không nghe, đi lên trên nhà chơi, nhanh. Nói rồi bà Phượng lên nhà, lấy thêm chai rượu để vào giỏ lễ, rồi đi sang nhà ngoại. Xuân lúi húi dọn cốc chè đổ trên sàn nhà. Cũng có lúc Xuân thấy mình đối xử với Thu không phải, nhưng rồi Xuân lại tự an ủi bản thân rằng Thu có tất cả rồi còn gì. Mà cũng là do nó có được mẹ cưng chiều nên nó phải chấp nhận sự ghét bỏ của mình. Và cứ như thế, bà Phượng ghét Xuân thì Xuân lại càng bực mình và xa lánh Thu nhiều hơn. Nhưng Thu vẫn chẳng bao giờ vì chị Xuân đối xử tệ với mình mà ghét bỏ chị. Cô bé vẫn yêu chị và muốn sẻ chia những gì nó có cho Xuân. Bao năm vẫn vậy, Thu vẫn luôn là cô bé ngoan ngoãn, tốt bụng và rất biết điều. Tết năm ấy, nhìn thấy bà Phượng chẳng mua cho Xuân bộ quần áo mới nào, ông Công bèn tự ý đi ra chợ và chọn cho Xuân một bộ quần áo để con có được đồ mới mà đi chơi Tết. Về đến nhà, ông gọi Xuân. Xuân ơi, ra đây bố bảo. Bố gọi con ạ. Bố có cái này cho con đây này. Con bé tò mò hỏi bố. Bố cho con cái gì vậy ạ? Con mở ra đi. Ông Công đưa ra trước mặt Xuân một túi đồ và giục con gái. Xuân làm theo lời bố và nó reo lên. À, quần áo mới đẹp quá. Con cảm ơn bố ạ. Con có thích không? Có ạ. Xuân vui mừng chạy ra ngoài khoe với Thu. Chị cũng quên khuấy đi luôn chuyện cốc chè ban nãy. Nhìn bố mua quần áo mới cho chị đây này. Thu ngắm nghía và khen tấm tắc. Đẹp quá chị ạ. Thế là em được mẹ mua cho mỗi áo mới, chị được mua cả bộ nhé. Thu thấy vui hơn là tủi thân. Vì Tết này cả hai chị em đều có quần áo mới. Nó đáp lại chị. Đó, thế là cả hai chị em mình đều có đồ mới đi chơi Tết chị nhé. Thực ra ông Công cũng đã thì thầm to nhỏ trước với Thu để con bé không suy nghĩ gì. Vì ông biết Thu dù nhỏ tuổi hơn nhưng tính tình lại thủy mị và luôn ngoan ngoãn. Cầm bộ quần áo mới trong tay, Xuân vui cả ngày hôm ấy. Và chị cũng chẳng còn nhớ đến những hậm hực trước kia. Biết được chuyện ông Công mua cho Xuân quần áo đi chơi Tết, tối đó bà Phượng hỏi chồng, anh mua cho cái Xuân quần áo đó hả? Thì anh thấy con chưa có quần áo mới. Trẻ con, đứa nào chẳng thích có quần áo mới đi chơi Tết. Vâng, sao anh không mua cho cái Thu
hay trong mắt anh cái Thu không phải là con anh? Không, anh không có ý đó. Chỉ là anh biết em mua cho con nó rồi thôi. Em đừng có thể phân biệt cái Xuân với cái Thu được không? Chuyện cũng đã xảy ra bao năm rồi. Lỗi do anh, cái Xuân chẳng có lỗi gì cả. Chẳng bao giờ em quên được điều đó đâu. Dù có bao lâu đi chăng nữa, em chấp nhận để nó sống trong nhà này bao năm nay là quá thể lắm rồi. Thôi anh xin em, hãy để cho quá khứ được ngủ yên. Mặc cho ông Công có nói gì thì bà Phượng cũng chẳng thèm quan tâm. Vô tình nghe thấy câu chuyện của bố mẹ khiến Xuân lại thắc mắc nhiều hơn. Chị luôn đặt ra một câu hỏi trong đầu rằng bố đã gây ra lỗi lầm gì mà khiến mẹ ghét mình đến như thế. Nhưng chị Xuân cũng chẳng dám hỏi ông Công hay bà Phượng, và những thắc mắc đó chị chỉ dám giấu kín trong lòng. Chị sẽ chờ đợi để có dịp biết được câu trả lời từ sự băn khoăn ấy. Bao năm tháng sống ở làng Vòng, bao ngày qua dưới mái nhà giản đơn, dù không nhận được tình yêu của mẹ, nhưng Xuân vẫn còn có bố Công. Ông luôn công bằng và yêu thương với cả hai chị em Xuân. Nhưng rồi cuộc đời chẳng như những gì ta mong muốn, nó có thể lấy đi bất cứ của ta thứ gì mà ta quý trọng. Năm nay, Xuân đã lên lớp 12 và trở thành cô gái chập chững bước vào tuổi 18. Chị nuôi hy vọng để bước vào ngôi trường đại học mang tên Học viện Ngoại giao. Dù bận bịu với nhiều công việc nhà, nhưng chị Xuân vẫn luôn chăm chỉ học tập. Thu đã thấy chị thức đêm thức hôm để luyện đề. Và với Thu, chị Xuân là tấm gương sáng về học tập. Nhiều năm liền chị đạt giải cao trong những kỳ thi chọn học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp tỉnh. Ông Công luôn tự hào về chị và luôn cố gắng làm lụng thật nhiều để biến ước mơ của con gái thành hiện thực. Ông tranh thủ ngày đi làm thợ xây lấy công, tối về lại ra đồng bắt cá bắt cua để mai sáng bà Phượng đi bán sớm. Nhưng rồi tối đó ông Công đi ra đồng và chẳng bao giờ có thể trở về với cái mái nhà cùng ba mẹ con bà Phượng nữa. Hàng ngày bà Phượng luôn ngồi đan rổ để đến đêm đợi ông Công trở về nhà. Khoảng chừng lúc 11 giờ bà mới đi ngủ. Nhưng hôm nay bà đợi mãi mà chẳng thấy chồng về. Bà Phượng đi ra rồi lại đi vào. Đồng hồ đã điểm gần 1 giờ sáng rồi nên bà chẳng thể ngồi nhà mà đợi chờ được nữa. Bà quyết định mang đèn pin mà đi tìm ông Công. Bà thấy mình cũng thật dũng cảm vì đêm hôm dám lọ mọ một mình ra đồng. Phải chăng sự lo lắng cho chồng đã khiến bà quên đi những sợ hãi phía trước? Bà Phượng mon theo những bờ ruộng mà tìm. Thấy ánh đèn của mấy người cũng đi đánh cá đêm, bà Phượng cất giọng hỏi, có phải ông Dũng và chú Phong không ạ? Sau tiếng hỏi của bà, ông Dũng đáp lời, tôi Dũng đây, ai gọi đó ạ? Tôi Phượng đây ạ, ông có thấy nhà em đâu không ạ? Lúc tối tôi có thấy chú Công đi bắt cá phía đồng đông ấy, mà tôi tưởng chú Công thường về sớm để mai còn đi làm mà. Bà Phượng lo lắng mà nói tiếp, vâng ạ, hôm nay nhà em mãi chưa thấy về. Em lo quá ông ạ, thế để tôi cùng thằng Phong đi tìm giúp cô. Em cảm ơn ông ạ. Nói rồi cả ba người cùng nhau đi về phía đồng đông và tìm ông Công. Ở quê là vậy, hễ có chuyện gì là mọi người cùng nhau xúm lại mà giúp đỡ, chẳng bao giờ phân biệt anh em hay họ hàng gì không. Giữa cánh đồng, người ta nghe thấy tiếng gọi vang vọng, anh Công ơi, anh đang ở đâu? Khi lại, chú Công ơi, chú Công, chú có ở đó không? Sau một hồi tìm kiếm trên những bờ ruộng, trên những con mương nước chảy nhỏ, ông Dũng sững người vì vấp phải ai đó dưới chân. Nhìn xuống thì thấy gương mặt đã nhợt đi của ông Công. Ông Dũng gọi lớn, cô Phượng ơi, tôi tìm thấy chú Công rồi. Nói rồi ông Dũng ngồi xuống sờ vào mũi ông Công, nhưng hốt hoảng vì ông Công đã tắt thở từ bao giờ. Bà Phượng chạy đến hỏi, nhà cháu có sao không bác? Sao nhà cháu lại nằm thế kia cơ chứ? Ông Dũng thành thật đáp, cô Phượng ơi, ông Công tắt thở rồi. Bà Phượng choáng váng, ôm lấy chồng và gào lớn, anh Công ơi, sao anh lại bỏ đi như thế hả anh? Sao anh lại bỏ lại mẹ con em mà đi đột ngột như thế cơ chứ? Sau những tiếng gào thét, bà Phượng như ngất lịm đi giữa cánh đồng. Chú Phong phải dìu bà về đến nhà. Còn ông Dũng,
ông gọi mấy cậu thanh niên cũng đi bắt cá gần đó và đến khiêng ông Công về nhà. Về đến nhà, bà Phượng vẫn chẳng thể ngờ mới đó thôi mà chồng mình đã không còn nữa. Chị Xuân và Thu tỉnh dậy giữa đêm, hai đứa ôm nhau khóc nức nở. Cả hai quá đỗi bất ngờ. Mới tối nay, ông Công còn ăn cơm với ba mẹ con nó. Vậy mà, chỉ sau vài tiếng đồng hồ, chúng đã mất bố. Đúng là chuyện sinh tử trong cuộc đời này, chẳng ai biết trước được điều gì. Hôm nay còn quây quần bên nhau, ngày mai có thể là ngày ly biệt. Giây phút trước còn khỏe mạnh, vài tiếng sau có thể đã chẳng còn trên cõi đời này nữa. Nghe tin ông Công đi bắt cá bị cảm và qua đời trong đêm, bà con làng vòng ai nấy đều bất ngờ và sốc nặng. Người ngoài như họ còn chẳng tin đó là sự thật, huống chi những người thân ruột thịt. Mấy bà đi chợ thở dài thương xót, khổ thân cho anh Công, người hiền lành tốt bụng vậy mà vắn số. Mấy cô đi làm đồng thì nói, người mất thì cũng đã mất rồi, khổ nhất vẫn là mẹ con bà Phượng. Những người đang sống phải chịu những niềm đau, hay mấy ông bà có tuổi đã đi qua nhiều biến cố thì bảo âu cũng là số phận của một con người, chẳng ai biết trước được điều gì, thôi thì cứ sống cho hiện tại đi đã vậy. Cả một ngày sau đó, nhà bà Phượng chợt kẻ ra người vào thăm viếng, bà con sắm vòng đến chia buồn với gia đình bà. Người ta thấy tiếng gào thét thất thanh của bà Phượng, sao anh lại bỏ em và các con mà đi anh ơi? Hay sao ông trời chẳng có mắt thế hả? Sao lại bắt chồng con đi sớm thế này? Rồi sao tôi khổ thế này trời ơi? Khóc ròng mấy tiếng đồng hồ, cũng có lúc bà Phượng ngất lịm đi trong vòng tay của mấy cô em bên nhà chồng. Cái Xuân và Thu, hai đứa cũng đủ lớn để nhận ra mất mát mà mình đang phải gánh chịu. Chúng khóc như mưa, nỗi đau trong lòng trỗi dậy mỗi lúc một quặn thắt hơn. Còn đâu những bộ quần áo mới bố mua cho Xuân, còn đâu những chiều bố mang về cho hai chị em que kem mát lạnh, hay những quả khế mọng nước. Tất cả chỉ còn là niềm khao khát quá đỗi mong manh. Nó tầm thường với những đứa trẻ còn có bố và quá xa vời với những đứa như Xuân và Thu. Rồi kể từ ngày hôm ấy, gian nhà sẽ vắng bóng hình của người đàn ông trụ cột của gia đình. Bà Phượng thiếu đi bờ vai của người chồng và hai đứa con gái thiếu vắng tình yêu của bố. Đưa tiễn anh về với đất xong, bà Phượng được người thân họ hàng trở về nhà và nghỉ ngơi. Suốt mấy ngày sau đó, bà Phượng chẳng đi ra khỏi nhà, bà làm bạn với gian buồng và chọn cách im lặng. Thấy mẹ suy sụp, Xuân và Thu thay nhau bưng cháo vào bón cho mẹ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Xuân là miền ký ức đau thương lại ùa về trong đầu của bà Phượng. Xuân khiến bà mệt mỏi hơn. Bà Phượng biết gần 18 năm qua bà đối xử với Xuân chẳng ra gì. Dù đứa con gái không có lỗi, nhưng biết làm sao được, bà cũng có nỗi niềm riêng của chính mình. Sau khi hất tung bát cá kho giềng mà Xuân nấu cả chiều ra sân cho chó ăn, bà Phượng quay vào gian buồng và đắm mình suy nghĩ. Bà trách số phận mình hẩm hiu, giờ đây bà đã là một quá phụ rồi. Bà lại giận ông Công, ông trả hết nợ nghĩa nợ tình cho bà đâu mà ông đã đi rồi. Bà nhớ lại những ngày đầu bà về làm dâu ở xóm vòng này, cả hai vợ chồng ông bà Phượng đều rất yêu thương nhau vì mong muốn có cuộc sống tốt đẹp. Sau một tháng ngày cưới, hai vợ chồng ông bà đã dắt díu nhau vào Nam làm ăn, thà hương cầu thực những mong có cuộc đời mới. Nhưng chưa thấy thay đổi đâu thì ông Công đã bị một ả đàn bà tên Yến ve vãn. Và sau một đêm say, họ đã ăn nằm với nhau. Ông Công vốn thật thà hiền lành, nên sau lần ấy, ông đã tự hứa sẽ phải tỉnh táo để không bị rơi vào bẫy của người đàn bà kia nữa. Ông đã giấu kín chuyện mình ăn nằm với cô Yến kia và tiếp tục làm lộn sớm hôm để chuộc lại lỗi lầm với vợ. Nhưng sự chẳng ngờ, hơn 9 tháng sau, vào một ngày xuân, khi bà Phượng vẫn chưa có tin vui, thì cô Yến đã bế một đứa bé gái đến xóm trọ nơi hai vợ chồng bà đang ở. Thấy cô Yến đứng mãi trước cổng xóm trọ, bà Phượng chuẩn bị đi làm chạy ra hỏi, cô đến đây tìm ai đó ạ? Cô Yến đáp lời bà Phượng, chị ơi, cho em hỏi anh Công ạ. Tôi là vợ anh Công đây, cô tìm anh Công có việc gì không? Chị cho em vào nhà rồi nói chuyện được không chị? Bà Phượng nói, vâng,
mời cô vào phòng uống chén nước. Dẫn cô Yến vào, bà Phượng lấy cốc nước mời cô uống. Ông Công đi từ nhà vệ sinh ra, nhìn thấy Yến thì giật sững người hỏi, cô đến đây làm gì? Thấy thái độ khác thường của chồng, bà Phượng hỏi, anh quen cô này sao? Ông Công ấp úng trả lời, anh có quen sơ sơ và gặp một hai lần. Bà Phượng hỏi tiếp, cô tìm chồng tôi có chuyện gì vậy ạ? Cô Yến cúi mặt đáp, em đến đây để nhờ anh chị nuôi đứa bé này, sự chẳng đành em mới phải nhờ cậy anh chị ạ. Bà Phượng sửng sốt và đáp, tôi với nhà cô có quen biết gì mà nhờ cậy chứ, mà nhờ cậy chuyện gì chứ, chuyện nuôi con sao có thể được. Ông Công lúc ấy tràn ngập những nỗi lo, không biết cô ả kia muốn giở trò gì. Chưa kịp phản ứng thì cô Yến đã nói luôn, chị ạ, đây là con của em với anh Công chồng chị, chúng em đã ăn nằm và có với nhau một bụng con, hoàn cảnh em thì khó khăn, cũng rời quê mà vào đây làm ăn nên em không thể nuôi đứa bé. Nếu chị không giúp em thì hãy để chồng chị đến với em, để con em có một mái ấm gia đình, đủ bố đủ mẹ. Nghe những lời cô Yến nói mà ông Công tròn xoe đôi mắt, bà Phượng thì như chết lặng. Bà không ngờ người chồng mình tin yêu lại có thể ngoại tình sau lưng mình, người mà bà luôn quan tâm nay lại có thể phản bội mình. Trước mặt một đứa tiểu tam, bà vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. Bà nói, cái thứ chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như cô mà cũng đòi có một mái ấm gia đình sao? Cô làm gì có quyền bắt tôi phải chọn lựa chứ? Cút, cút ra khỏi nhà tôi ngay. Cô Yến cười và nói, em không có quyền gì, nhưng em có hơn chị một đứa con với chồng chị. Còn chị thì sao? Tay trắng. Cô dám thách thức tôi đó hả? Đúng là gái đĩ giả mồm. Chị cứ bình tĩnh đi. Từ lúc đến bây giờ em vẫn đang rất bình tĩnh. Em nhờ cậy vợ chồng chị đàng hoàng. Em nói thật, em cũng không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình chị. Bản thân em cũng chẳng muốn trói buộc vào hôn nhân nên mới cho chị lựa chọn. Em nghĩ cách tốt nhất là chị nuôi đứa bé cho em. Không đời nào, tôi việc gì phải nuôi nó chứ? Bà Phượng đáp. Chẳng cần biết bà Phượng có đồng ý hay không, cô Yến đã đặt đứa con xuống giường và bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của vợ chồng ông Công. Bà Phượng lúc này mới cho mình yếu đuối, bà ngồi sụp xuống và gào thét. Anh đã làm gì vậy, hả anh Công? Tôi đã tin tưởng anh, để rồi anh cắm cho tôi một cái sừng và mang về nhà một đứa con. Tôi đã làm gì sai với anh mà anh nỡ đối xử với tôi như vậy hả? Ông Công ngồi xuống và cầu xin vợ. Anh sai rồi, anh đã sai khi bị cô ta lừa. Anh van em, anh lại em, hãy cho anh sửa sai. Bà Phượng giận dữ mà nói, anh đã đi lại với cô ta bao lâu rồi? Anh lừa dối tôi lâu lắm rồi có phải không? Không, anh xin thề, anh chỉ mới cùng cô ta có một lần trong một cơn say. Biết lỗi, nên từ lần ấy, anh chẳng gặp lại cô ta nữa. Anh giỏi lắm, anh là thằng đàn ông tồi, người chồng tệ bạc. Anh xin em mắng chửi đánh đập anh thế nào cũng được, nhưng giờ cô ta bỏ lại đứa nhỏ, em có thể chấp nhận và nuôi nó cùng anh không? Bà Phượng không thèm trả lời chồng, bà chạy ra khỏi nhà và đến vườn cà phê làm thuê. Cả buổi tối hôm đó, bà Phượng chỉ ngồi dưới gốc cây mà khóc. Bà chẳng muốn tha lỗi cho ông Công, nhưng bà không muốn hạnh phúc gia đình tan vỡ. Bà chẳng muốn chấp nhận đứa bé kia là con, nhưng bà không muốn mất đi người chồng mình đã từng yêu thương. Con người ta là vậy, nhiều khi đứng giữa những lựa chọn và chẳng biết phải chọn lựa ra sao. Ông Công biết thật khó để bà Phượng chấp nhận chuyện mình đã có con riêng ở bên ngoài, và cũng chẳng dễ dàng gì để bà tha thứ cho ông. Sau nhiều ngày suy nghĩ, bà Phượng nghĩ chẳng thể kéo dài mãi tình trạng như thế này. Chuyện cũng đã xảy ra rồi và bà chẳng thế nào thay đổi được nó, nên cách tốt nhất là đối diện với nó. Tối đó, khi ông Công vừa đặt đứa bé xuống giường và cho nó ngủ xong, bà Phượng hỏi chồng, giờ anh định thế nào? Anh có muốn bỏ em để xây dựng hạnh phúc với cô ta không? Dù gì cô ta cũng nói đúng, cô ta hơn em ở một đứa con. Ông Công vội vàng trả lời vợ, không bao giờ anh bỏ vợ đâu em. Anh biết anh đã sai, đã gây cho em những tổn thương, nhưng xin em hãy tha thứ cho anh lần này. Em cũng suy nghĩ kỹ rồi, nếu em tha thứ cho anh, chúng ta sẽ về quê. Em không muốn anh còn dính dáng gì đến cô ta nữa. Anh đồng ý, anh cảm ơn em,
Nhưng còn đứa trẻ, em có thể vì anh mà chấp nhận nó làm con mình không em? Thôi được rồi, để không có lời ra tiếng vào, về quê em sẽ nói là con chúng mình, nhưng còn đối xử với nó có tốt được hay không thì em chưa dám hứa. Ông Công hiểu rằng chẳng dễ gì để đối xử tốt với đứa con của kẻ phá hạnh phúc của mình được. Ông Công đáp, em chịu thiệt thòi như vậy, chịu tha thứ cho anh là anh mãn nguyện lắm rồi. Và sau cuộc nói chuyện ấy, vợ chồng ông bà đã quyết định rời bỏ cuộc sống mưu sinh nơi những vườn cà phê bạt ngàn, trở về với xóm Vòng. Người dân xóm Vòng cứ ngỡ Cái Xuân là con gái anh chị thật và chẳng một ai nghi ngờ. Kể từ ngày đó đến nay, bà Phượng luôn cất giữ bí mật ấy vì chồng, nhưng bà chẳng thể coi Xuân như con đẻ được, bởi mỗi lần nhìn thấy con bé, bà lại nhớ lại hình ảnh người đàn bà đã ăn nằm với chồng mình, bà lại nhớ kẻ đã khiến bà phải đau khổ và tổn thương. Thời gian chảy trôi và bà Phượng cũng lại một lần nữa phải gắng gượng mình mà sống tiếp. Nhưng những tháng ngày tới, bà chẳng còn có ông Công bên cạnh, bà phải tự bươn chải để lo cho các con. Cuộc sống với bộn bề nỗi lo khiến người ta cũng chẳng thể chìm đắm trong nỗi buồn quá lâu. Bà Phượng vực mình dậy và tiếp tục đi làm để kiếm tiền. Rồi cũng qua đi những ngày chớm hè, tiếng ve kêu đến sắc đỏ rực rỡ trên những cung đường. Và đó cũng là thời điểm mà chị Xuân phải cấp tốc ôn thi trung học phổ thông quốc gia. Khao khát đặt chân vào ngôi trường đại học ngoại giao, mỗi ngày lại càng cháy bỏng trong chị. Chị vùi mình trong những đề luyện thi, học quên cả giờ giấc. Có khi thu tỉnh dậy giữa đêm mà vẫn thấy chị Xuân còn đang cặm cụi bên ánh đèn bàn. Rồi ngày thi cũng đến, Thu dậy thật sớm để chúc chị Xuân thi thật tốt. Còn bà Phượng, dù chẳng mấy yêu thương Xuân, nhưng sáng hôm ấy, bà vẫn dậy sớm hơn ngày thường để thắp hương cho ông Công và nấu món phở gà mà chị Xuân thích. Và với sự cố gắng của chị trong suốt những năm tháng học ở ngôi trường trung học phổ thông, chị Xuân cũng dễ dàng vượt qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Sau những ngày tháng chờ đợi Bộ Giáo dục công bố điểm thi, chị Xuân cũng biết được số điểm mà mình đạt được. Chị sung sướng vì mình đạt được 28 điểm và với số điểm ấy, chị tự tin mình có thể trở thành tân sinh viên Học viện Ngoại giao. Tối hôm đó, Xuân đến gần chỗ bà Phượng đan rổ và nói, mẹ ơi, mẹ cho con đi học đại học mẹ nhé. Bà Phượng dừng tay mà nói, không, học hết cấp 3 là được rồi, học lên cho cao, rồi sau này về treo tấm bằng ở chuồng gà thì phí cả 4 năm, tiền bạc chứ có phải nước lã đâu mà dễ dàng vứt đi như thế được. Con xin mẹ cho con được đi học lên ạ. Con hứa sẽ chăm chỉ học hành để mẹ bớt đi gánh nặng, rồi sau này ra trường con sẽ tự xin được việc làm, mẹ yên tâm ạ. Không là không, nhà này nếu có đi học đại học thì chỉ có cái Thu được đi mà thôi. Mày lo nộp đơn mà xin đi làm công nhân đi, mấy công ty trên đồi me cũng đang tuyển đấy. Sao lúc nào mẹ cũng phân biệt con với cái Thu thế ạ? Chúng con cùng là con của bố mẹ cơ mà, sao mẹ có thể vô lý như thế cơ chứ? Bà Phượng nhếch mép cười và nói, chẳng đời nào tao có đứa con gái như mày. Thôi mày đi vào đi, cho nó khuất mắt tao. Băn khoăn bao lâu nay, ở giây phút đó chị Xuân quyết định hỏi mẹ bằng được. Con vẫn luôn thắc mắc tại sao từ bé đến lớn mẹ luôn đối xử phân biệt với con. Mẹ chẳng yêu con, chẳng muốn bên con chút nào. Nhiều khi con tự hỏi rằng liệu mẹ có phải mẹ ruột sinh ra con hay không. Bà Phượng trước những lời của Xuân dừng hẳn tay và nói thẳng vào mặt Xuân, ông Công mất rồi, bà chẳng việc gì phải giấu nữa. Mày mở to cái lỗ tai mà nghe đây này, mày không phải là đứa con gái tao đẻ ra, nên việc gì tao phải yêu thương mày. Mẹ nói gì cơ, con không hiểu, con là con gái của bố mẹ cơ mà. Không, mày chỉ là một đứa con hoang, mẹ mày là đàn bà lẳng lơ, lừa được bố Công nên mới sinh ra mày. Giờ thì mày hiểu tại sao tao lại ghét mày rồi chứ. Bao năm nay tao cho mày ở nhà này, nuôi mày khôn lớn là tao đã quá tốt rồi. Giờ học xong đi làm đi, đừng có mơ mộng hão huyền. Nói rồi, bà Phượng đi vào nhà, bỏ mặc lại Xuân với những giọt nước mắt. Chị chua xót vì mình là đứa con của một người đàn bà lẳng lơ, đi quyến rũ chồng người khác. Chị đớn đau vì phải từ bỏ giấc mơ đại học. Chị có quyền gì mà trách bà Phượng? Bà ấy đã nhẫn nhịn và nuôi chị đến ngày hôm nay. Nếu có trách thì trách người đã sinh ra chị mà thôi. Xuân chỉ biết một mình ôm nỗi đau
và khóc thật nhiều. Nếu những giọt nước mắt có thể xóa đi niềm đau thì tốt biết bao nhiêu. Hiểu được bản thân không thể theo đuổi ước mơ, chị Xuân gác lại khát khao ngày nào và trở thành công nhân nhà máy giày da trên đồi Me. Đều đặn ngày ngày, sáng chị đi làm và tối chị lại về nhà. Hàng tháng chị Xuân được bao nhiêu tiền lương đều đưa hết cho bà Phượng. Bà Phượng vui vẻ cầm lấy số tiền và chẳng có chút suy nghĩ gì. Chị làm việc chăm chỉ nhưng chẳng biết vì mục đích gì nữa. Chị chẳng biết từ bao giờ mình lại để bản thân sống không hoài bão như thế. Chị Thu mình trong chính ngôi nhà từng gắn bó. Chị cũng chẳng thèm nói chuyện với Thu nhiều như trước, mặc cho cô em gái ấy vẫn quan tâm đến chị mỗi ngày. 2 năm rồi cũng trôi qua. Năm ấy, Thu bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và may mắn đủ điểm vào trường Học viện Tài chính. Bà Phượng cố gắng để lo liệu cho con gái được xuống thủ đô ăn học. Nhìn thấy Thu được bà Phượng chuẩn bị đồ đạc cho để đi nhập học, lòng Xuân lại nổi lên những đố kỵ và ghen ghét. Và từ đó, chị ghét Thu, ghét rất nhiều. Cũng là 2 đứa con gái, nhưng từ nhỏ Thu luôn có mọi thứ. Còn chị thì sao? Chị chẳng còn gì ngoài những lời mắng chửi. Xuân nghĩ bản thân cô cũng đâu có tội lỗi gì mà phải gánh chịu những ấm ức ấy. Và suốt 2 năm nay, Xuân cũng đã đi làm kiếm tiền để đền đáp công ơn nuôi lớn cô cho bà Phượng rồi còn gì. Chính những lúc cảm xúc ấy dồn nén từng ngày, khiến cho trong lòng Xuân bây giờ chỉ toàn là những suy nghĩ tiêu cực về Thu. Và từ lúc nào Xuân đã nhóm lên ngọn lửa đố kỵ và muốn lấy đi tất cả những gì mà Thu có được. Thu đi học xa nhà và ngôi nhà năm gian lại càng trở nên trống trải hơn chỉ vì còn 2 mẹ con. Thời gian đi qua khiến trên mái đầu bà Phượng cũng bắt đầu điểm những sợi bạc. 2 năm qua nhìn thấy Xuân đi làm và cũng chẳng ngần ngại đưa hết tiền của mình cho bà Phượng lo cho Thu đi học, bà Phượng cũng có chút thay đổi. Bà không còn mắng chửi Xuân quá nhiều như trước, nhưng bà cũng chẳng thể yêu thương Xuân. Xuân thì cũng chẳng bận tâm quá nhiều về chuyện đó. Kể từ ngày biết được sự thật ấy, Xuân cũng chẳng có đòi hỏi có được tình yêu từ bà Phượng nữa. Và cũng vì bao nhiêu năm, Xuân cũng đã quen với sự ghét bỏ rồi. Mùa xuân qua đi, mùa hè lại đến, vậy mà cũng đã 4 năm trôi qua. Thu giờ đã tốt nghiệp đại học và trở về làm kế toán cho một chi nhánh ngân hàng trên thị trấn. Thu dù học chẳng giỏi bằng Xuân, nhưng giờ đây nó cũng có cuộc sống an nhàn, chẳng phải đầu tắt mặt tối vất vả. Tháng ngày bình yên và phẳng lặng dường như chỉ dành cho Thu. Sau vài tháng đi làm trên thị trấn, Thu quen Đạt, chàng trai hơn cô 2 tuổi và đang làm bác sĩ tại một phòng khám tư nhân. Hai người vô tình gặp gỡ và đến với nhau như một sự sắp đặt của định mệnh. Nhìn thấy em gái mỗi ngày trở về nhà đều vui vẻ tủm tỉm cười với những dòng tin nhắn, Xuân cũng tinh ý đoán ra điều gì. Có lần Xuân còn trực tiếp thấy có chàng trai đèo Thu về tận cổng. Thấy vậy Xuân hỏi: "Em có người yêu rồi à?" Thu thành thật trả lời chị: "Dạ vâng ạ, chúng em mới yêu nhau được 2 tháng thôi chị." "Thế anh đó làm nghề gì?" "Người yêu em bằng tuổi chị đó ạ, anh Đạt làm bác sĩ ở phòng khám trên thị trấn. Anh ấy tốt với em lắm chị ạ." Nghe thấy những lời tự hào của em gái về người yêu mà chị Xuân càng ghét, chị nói mỉa: "Có vẻ em tự hào về cậu ta lắm." "Vâng ạ, anh Đạt học giỏi mà lại tốt bụng lắm chị." Chị Xuân hỏi vài câu nữa rồi cũng đứng dậy đi nấu cơm. Vừa nấu cơm, chị vừa nghĩ cuộc đời này có lẽ mọi thứ tốt đẹp đều dành cho cái Thu hết, nó sướng từ nhỏ. Còn mình thì... Thế là chị Xuân cũng khao khát có tình yêu, mong ước có một gia đình. Nhưng rồi chị lại tự ti về bản thân, một đứa công nhân lương 3 cọc 3 đồng thì ai yêu, và hơn nữa, chị cũng không đủ niềm tin vào cánh con trai. Đâu phải ai cũng tốt, ngay như cả bố công tưởng hiền lành là vậy mà cũng sa vào lưới tình, làm điều sai trái với mẹ. Suy nghĩ vẩn vơ khiến chị Xuân đi vào ngõ cụt, chị chẳng buồn nghĩ nữa, mặc kệ sự chảy trôi của dòng đời. Và sau nửa năm nữa, khi tận hưởng và đi qua những giây phút ngọt ngào của tình yêu, cả Thu và Đạt đều quyết định tiến đến hôn nhân. Ngày Đạt về nhà bà Phượng chơi, bà vui lắm, bà mong chờ ngày này cũng đã lâu lắm rồi. Nhìn thấy Đạt, bà Phượng đã rất ưng, một chàng trai điềm đạm và chững chạc. Hơn nữa, cậu ta còn có nghề nghiệp đàng hoàng, con gái bà sau này chẳng phải lo nghĩ quá nhiều.
Đạt bước vào nhà và chào. Cháu chào bác, em chào chị ạ. Bà Phượng mỉm cười và đáp, bác chào cháu, hai đứa ngồi xuống đi. Thu liền nói, con xin giới thiệu với mẹ và chị, đây là anh Đạt, người yêu con ạ. Đạt đứng dậy và thưa, thưa bác, thưa chị, cháu và Thu cũng đã quen nhau gần 2 năm nay. Nay cháu về nhà, xin phép bác để được tìm hiểu em Thu và đi lại với gia đình mình ạ. Bà Phượng nghe con gái kể nhiều về chàng trai này nên cũng nói, hai đứa quen biết và yêu nhau âu cũng là cái duyên. Phận làm mẹ, bác chỉ mong hai đứa biết yêu thương nhau. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Cháu đến chơi nhà, cô mua giỏ hoa quả, bác thắp hương cho bác trai giúp cháu. Bà Phượng đón lấy giỏ hoa quả và nói lời cảm ơn Đạt. Đạt quay sang và nói, chị Xuân ơi, em chẳng biết chị thích gì nên em mua tặng chị chiếc túi này, mong chị nhận cho em vui. Xuân nhìn Đạt và đáp, cảm ơn em chu đáo quá. Và cứ thế bốn người họ nói chuyện qua lại và hỏi thăm những thông tin về nhau. Xuân nhìn Đạt thật lâu và thấy chàng trai ấy thật có sức cuốn hút. Hơn hết, cậu ta còn rất biết quan tâm người khác, biết đối nhân xử thế. Vậy là đời cái Thu cũng coi như xong, được gả vào chốn ấm êm. Và chẳng biết thế nào, nhưng trong đầu chị lúc ấy bỗng nảy ra suy nghĩ và ước muốn có một người chồng như Đạt. Nhưng nào có thể được, đó là người yêu và thậm chí là chồng của em gái cùng cha khác mẹ với mình cơ mà. Xuân cứ loay hoay mãi với dòng tưởng tượng ấy của bản thân và tự cho phép mình nghĩ rằng có ai đánh thuế ước mơ đâu mà sợ. Nếu Đạt là chồng mình thì cuộc đời này mình sẽ được sống trong hạnh phúc. Nhưng hiện thực bao giờ cũng phũ phàng với Xuân. Xuân muốn học đại học nhưng người được học lên không phải là Xuân mà là Thu. Xuân muốn có chồng tốt nhưng người chồng ấy chỉ có Thu mới có được. Xuân thấy cuộc đời này quá bất công với cô. Được sự chấp thuận và đồng ý của hai bên gia đình, vài tháng sau, đám cưới của Đạt và Thu cũng diễn ra trong sự chúc phúc của bà con họ hàng. Người xóm vòng đi ăn cỗ mà không ngớt lời khen ngợi. Họ bảo nhau rằng hai đứa nó đẹp đôi quá, rất xứng đôi vừa lứa. Có bà lại nói, thế là đời con Thu từ nay hạnh phúc, lấy được bác sĩ trên thị trấn cơ mà. Và cũng có cô cho rằng nhà bà Phượng thế mà có phước, con gái yên bề gia thất. Ai cũng vui, duy chỉ có chị Xuân là không. Chị nhìn chăm chú vào bức hình cưới của vợ chồng Thu mà chị muốn xé nát nó ra. Chị ao ước mình cũng có được hạnh phúc như Thu, vậy mà sao quá khó khăn. Không phải không có ai tán tỉnh chị, nhưng chẳng có ai khiến chị ưng cả. Người thì có thói huênh hoang hay khoe của, kẻ lại tự cao tự đại cho mình là nhất. Cứ nghĩ về tương lai phía trước là chị Xuân lại ngao ngán. Chị cảm thấy mình bơ vơ giữa dòng đời. Dù chị có chăm chỉ làm lụng thì cũng mãi chỉ là lọ lem, chẳng bao giờ gặp được hoàng tử ngoài đời thực này đâu. Đám cưới của Thu xong xuôi đâu vào đấy, vợ chồng Thu đã có chuyến đi chơi đến Đà Nẵng để hưởng tuần trăng mật. Nhìn những bức hình Thu đăng trên Facebook tại bãi biển Mỹ Khê, rồi đứng dưới chân chùa Linh Ứng cùng Đạt, hay tay trong tay với chồng vừa cưới tại Hội An, mà Xuân càng bực tức và ghen tị. Chẳng biết từ khi nào, nhưng tất cả những gì thuộc về hay gắn liền với Thu, Xuân đều ghét ngoại trừ Đạt. Thấy Thu tát tên Tiến Đạt vào những bức hình, chị Xuân cũng tò mò mà vào lướt trang cá nhân của anh. Từng bức hình của Đạt được Xuân nhanh chóng lưu về máy và ngắm nhìn mỗi khi rảnh rỗi. Xuân chẳng hiểu sao, nhưng cứ mỗi lần ngắm Đạt trong ảnh cũng đủ khiến chị rung động và mỉm cười một mình. Sau 3 ngày cùng nhau rong ruổi và khám phá Đà Nẵng, Hội An, Thu và Đạt trở về bắt tay vào công việc. Gia đình chồng Thu có điều kiện và bố mẹ Đạt cũng rất thoải mái, nên trước khi hai đứa kết hôn, ông bà Hùng Bích đã mua cho hai con một căn nhà 2 tầng để chúng được ra ở riêng. Cuộc sống hôn nhân của Thu chẳng như mấy chị ở văn phòng thường nói là hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, hay như buồn đời nhất là phải sống chung với mẹ chồng. Tất cả những hiện thực ấy Thu chẳng phải trải qua, vì vợ chồng Thu được ra ở riêng và anh Đạt cũng vô cùng yêu thương cô. Và niềm vui lại nhân đôi khi chỉ 2 tháng sau ngày họ làm đám cưới, Thu đã biết mình có em bé. Điều đó khiến Đạt lại càng yêu chiều cô hơn. Hễ Thu thích ăn gì là ngay tối đó Đạt đi làm về và mua ngay cho vợ. Nếu cuộc sống gia đình cứ thế mà trôi đi thì quả thực
Thu là người vợ, là người con dâu quá đỗi sung sướng, có được hạnh phúc viên mãn và tròn đầy. Khác với những gì Thu đang được tận hưởng nơi thị trấn, cuộc sống của chị Xuân ở xóm vòng vẫn tẻ nhạt trôi qua mỗi ngày. Chị Xuân như một chiếc bóng, lặng lẽ đi làm mỗi sáng và âm thầm trở về nhà khi trời đã tối mịt. Chị cũng không còn bị bà Phượng mắng chửi nhiều như trước kia nữa, nhưng cũng chẳng bao giờ có được tình thương thật sự của bà. Bà Phượng thấy vẫn còn chướng mắt với Xuân, nhưng cũng chẳng buồn nói nhiều như trước nữa. Dù không yêu thương gì nhiều, nhưng với gần 25 năm chung sống dưới một mái nhà, bà Phượng cũng mong muốn Xuân mau chóng có chốn nương thân, nhanh lập gia đình để bà lo liệu cho xong. Sau này, nếu có mệnh hệ gì, bà cũng không thấy có lỗi với ông Công. Một hôm, bà Phượng gọi Xuân ra và bảo: "Xuân này, giờ mày cũng gần 25 tuổi rồi. Xem thế nào mà cũng nhanh lập gia đình đi con ạ." Xuân cúi đầu và nói: "Chắc con ở vậy thôi mẹ ạ, con sẽ ở bên mẹ đến già." Bà Phượng nhìn Xuân mà nói: "Mày làm sao đó hả Xuân? Mẹ già thì mẹ cũng khuất núi, con làm sao mà ở với mẹ mãi được? Dù mẹ chẳng phải mẹ đẻ sinh ra mày, nhưng mẹ cũng mong mày sớm lập gia đình để mẹ lo cho mày nốt." Xuân không hiểu vì sao hôm nay bà Phượng lại tốt, lại lo lắng cho nó như vậy. Nhưng dù sao, Xuân vẫn phải cảm ơn bà vì công nuôi dưỡng của bà bao năm nay. Xuân đáp lại mẹ: "Con thế này thì ai thèm lấy hả mẹ?" "Có gì mà không ai thèm lấy, mày xinh đẹp, cũng kiếm ra tiền, chăm chỉ làm lụng thế này, có mà ối thằng nó mê ấy." "Chuyện này mẹ cho con thời gian thư thư đi mẹ ạ. Con gái thì chỉ có thì thôi, mẹ nói để mày biết, không lấy nhanh thì qua tuổi Xuân, nó lại trở thành quả bom nổ chậm trong nhà. Mày xem ai tốt mà lấy, như thằng Đạt chồng cái Thu thì tốt quá, tao cũng mát mày mát mặt vì hai đứa con gái trong nhà này." Nói rồi, bà Phượng lặng lẽ đi vào buồng, bỏ lại Xuân ở gian phòng khách. Xuân lại thấy nhớ Đạt, gương mặt điển trai và đầy những nét lôi cuốn. Bao giờ chị mới gặp được người tốt yêu thương thật lòng? Bao giờ chị mới có được mái ấm cho riêng mình? Và bao giờ chị mới được bình yên dưới một mái nhà bên chồng và những đứa con thơ? Xuân cũng chẳng biết nữa. Người ta nói đúng, sinh con ra mới thấu lòng cha mẹ. Những ngày tháng mang thai vất vả nghén ngầm khiến Thu càng hiểu rõ sự vất vả của bà Phượng nhiều hơn. Những năm qua, mẹ đã một mình gồng gánh để nuôi nó ăn học và khôn lớn. Nó có được cuộc sống như ngày hôm nay, phần lớn nhờ vào công lao của mẹ. Từ khi có bầu, Thu lại càng biết quý trọng những người xung quanh và đối xử thật tốt với hai bên gia đình nội ngoại. Điều đó khiến cho vợ chồng ông bà Hùng Bích càng yêu quý con dâu hơn. Ông bà biết tin con dâu mang bầu cháu trai đầu lòng lại càng mừng rỡ vì gia đình ông bà sắp có đứa cháu đích tôn để bế bồng. Bà Bích những ngày cuối tuần không phải lên công ty đều sang nhà Thu, khi thì mua cho cô túi bơ, lúc lại hộp sữa bầu hay những món hải sản thơm ngon. Được sự quan tâm của bố mẹ chồng và chồng khiến những ngày mang bầu của Thu trôi qua cũng nhẹ nhàng hơn. Qua hơn 9 tháng mang nặng, ngày Thu sinh em bé cũng đã đến. Sau hơn 2 tiếng vật lộn với cơn đau, sau những cố gắng của một người mẹ tên Thu, một bé trai kháu khỉnh 3,5 kg đã cất tiếng khóc chào đời. Nghe thấy tiếng con khóc, Thu hạnh phúc mà rơi những giọt nước mắt. Thì ra hạnh phúc của người mẹ là được chào con đến với thế giới này, được nhìn con khỏe mạnh. Biết tin Thu sinh con, chị Xuân đã đèo bà Phượng đến bệnh viện sản nhi của tỉnh để thăm em gái và cháu trai. Nhìn thấy gấu, bé trai con nhà Thu mà chị Xuân thấy yêu vô cùng. Chị bế gấu không biết chán và chị lại thèm muốn được làm mẹ. Nhưng rồi chị Xuân vẫn phải nói lời tạm biệt gấu để đưa bà Phượng về nhà, vì ở nhà vẫn còn mấy con bò, con lợn cần cho ăn. Xuân nói với Thu: "Em nghỉ ngơi đi, chị đưa mẹ về, rồi mai chị sẽ vào thăm cháu với em." Thu cảm động nhìn chị Xuân và nói: "Em cảm ơn chị nhiều ạ, mai chắc em được về nhà rồi đó chị. Thế tối chị đi làm về chị qua nhé, em mới sinh, phải kiêng cữ nhiều, có gì để chị làm cho, cố gắng giữ sức khỏe, sau đỡ vất vả." Bà Phượng thấy Xuân đối tốt với Thu thì cũng thấy mình cần phải thay đổi, rồi bà nói với Thu: "Con nghỉ ngơi đi, mẹ về rồi có gì mai chị Xuân sẽ tranh thủ vào nhà với con." "Dạ vâng ạ, con chào mẹ và chị," Thu nói. Vừa đi xuống sảnh bệnh viện, bà Phượng vừa hỏi Xuân:
Mai con đến thăm em thì đi làm kiểu gì? Liệu công ty có cho nghỉ nhiều thế không hả con? Mẹ yên tâm, con sẽ cắt phép mẹ. Cả năm nay con cũng chưa nghỉ ngày nào mà. Bà Xuân nghe vậy cũng yên tâm mà nói. Thế còn chăm em giúp mẹ, chứ mẹ thì chẳng biết đi xe máy, mà ở nhà còn chăn nuôi, đi cũng chẳng yên tâm. Vâng, mẹ cứ để con ạ. Xuân tự nguyện đến nhà Thu chăm em gái, một phần nhỏ vì muốn giúp đỡ em, nhưng phần lớn là được gặp Đạt, người mà Xuân đã cảm nắng rung rinh ngay từ lần gặp anh tại nhà. Ngay chiều hôm sau, sau khi tan ca chiều, Xuân đã đi đến nhà Thu. Đi tầm 25 phút thì chị đã có mặt tại nhà số 34. Đứng ở ngoài ngôi nhà 2 tầng, Xuân nghĩ đúng là Thu quá sướng. Em gái Xuân nó có tất cả, chồng yêu, nhà chồng có điều kiện nữa, thế thì còn gì bằng. Ngôi nhà chẳng quá đồ sộ nhưng đẹp và hiện đại vô cùng. Đứng một lúc ở ngoài, Xuân mới bấm chuông. Sau những tiếng chuông cổng, Xuân thấy bóng Đạt chạy ra mở cửa. Nhìn thấy Xuân, Đạt nhanh miệng chào. Em chào chị ạ. Hôm nay em đi làm về sớm thế hả? Dạ, em tranh thủ xin về sớm nấu cơm cho vợ em chị ạ. Nhất Thu nhé, lấy được người chồng tâm lý như em là sướng cả một đời rồi. Dạ có gì đâu ạ, chị vào nhà chơi với vợ em và cháu. Chị lên đây vài ngày để chăm sóc cho Thu, cơm nước nhà cửa cứ để chị, em cứ đi làm không phải lo đâu. Ôi được thế thì vợ chồng em cảm ơn chị nhiều. Bố mẹ chồng em cũng bận lên công ty, cứ cuối tuần mới sang giúp bọn em được, nên em cũng đang lo quá. Ừ, có gì cứ bảo chị giúp. Xuân vừa nói vừa cười, còn Đạt nhanh chân ra ngoài dắt xe máy của Xuân vào nhà. Xuân bước vào nhà và trầm trồ, nhà hai đứa đẹp quá. Dạ, vợ chồng em cũng bận nên chưa sắm sửa được nhiều chị ạ. Chị nghỉ ngơi rồi lên tầng chơi với Thu và cháu gấu. Em xin phép chị vào nấu cơm nốt ạ. Chú cứ để đấy, chị nấu nốt cho, chú đi tắm đi, rồi lát xuống ăn cơm. Vâng ạ, thế chị giúp em nốt nhé. Xuân vui vẻ vào bếp và nấu ăn. Chị tự nhiên như đang ở nhà mình vậy. Chị vừa nấu vừa lẩm bẩm trong miệng những câu hát vu vơ. Cũng đã từ rất lâu rồi chị chưa hát và vui như thế. Nấu cơm xong, chị nhanh chân mang cơm và đồ ăn lên phòng cho Thu ăn trước. Được chị gái chăm sóc, Thu vui lắm. Trong lúc Thu ăn cơm, chị Xuân lại tranh thủ ôm bé gấu vào lòng và hát những khúc hát ru em bé ngủ. Đạt nhìn thấy cảnh tượng đó thì cảm thấy ấm áp vô cùng và thầm cảm ơn sự giúp đỡ của chị Xuân. Đợi Thu ăn cơm xong, Xuân nhanh chóng bưng bát đũa xuống dưới nhà. Đạt đã dọn cơm đợi sẵn chị Xuân. Thấy chị Xuân xuống, anh bảo, chị ngồi xuống ăn cơm đi ạ. Xuân gật đầu. Chú cũng ăn đi, chị nấu ăn ngon quá. Ồ, chị nhà quê nấu ăn cũng qua loa thôi, biết có hợp khẩu vị chú không? Dạ, chị nấu ăn ngon lắm chị ạ, cũng lâu rồi em mới ăn ngon như thế. Thế chú ăn nhiều vào nhé. Dạ vâng ạ. Chị cũng ăn đi, chị Xuân bao giờ cho cháu gấu ăn cỗ đó? Đạt hỏi thăm chị Xuân. Chị còn đang ế đây này, chị vừa xinh vừa khéo léo thế này, con mà chị kén quá đúng không ạ? Xuân lặng thinh rồi trải lòng với Đạt. Không hiểu sao nhưng chị thấy anh rất dễ gần và cởi mở. Chị cũng mong sớm có hạnh phúc mà khó quá chú ạ. Cuộc đời chị không được may mắn như Thu đâu. Chị chẳng được ăn học nên giờ phải lao động vất vả. Em nghe vợ em nói trước chị học giỏi lắm mà. Chị cũng đam mê học và khao khát được học lên, nhưng vì hoàn cảnh nên phải ở nhà đi làm công nhân. Tiếc cho chị quá, nhưng thôi chị ạ, làm gì cũng được, miễn là làm người tử tế. Xuân cười và tiếp tục sẻ chia những điều trong cuộc sống với Đạt. Đạt cũng chẳng hiểu điều gì khiến anh lại có thể cởi mở và nói nhiều với chị Xuân như vậy. Và cứ như thế, những câu chuyện qua loa mỗi ngày lại vô tình kéo họ lại gần nhau hơn. Đạt cảm thương cho chị Xuân vì chị phải trải qua những hờn tủi trong quá khứ. Còn Xuân, chị vẫn luôn thầm thương, trộm nhớ và ngưỡng mộ Đạt. Vài ngày trôi qua tại thị trấn nhỏ, trong căn nhà 2 tầng quen thuộc, cuộc sống vẫn bình yên và đều đặn diễn ra mỗi ngày. Thu vô tư và thản nhiên đón nhận tình cảm và sự chăm sóc của chị Xuân. Trộm vía, thằng cu gấu rất ngoan, nó thường tỉnh giấc vào ban ngày và chìm vào giấc ngủ dài khi màn đêm buông xuống. Hàng ngày chị Xuân vẫn cứ tất bật và giúp đỡ mẹ con thằng gấu, sáng ra nấu đồ ăn sáng cho cả nhà và tiễn Đạt đi làm, rồi tranh thủ chơi với thằng cu gấu một lúc, đi giặt giũ quần áo quanh đi quẩn lại, rồi sẽ đến giờ trưa
chị lại nhanh tay nhanh chân vào nấu ăn cho Thu, rồi qua đến buổi chiều đi chợ và nấu những món Đạt thích, rồi ngồi đợi chờ người đàn ông đó về. Chị Xuân cũng rất biết cách để gây ấn tượng với chồng của Thu. Có lần vừa chơi với thằng gấu, chị vừa hỏi dò Thu: "Vợ chồng chú gì thích thật đấy, có cuộc sống đầy đủ mà lại còn được sống riêng nữa." Thu đáp lại chị: "Âu cũng là may mắn chị ạ. Em cũng chẳng biết tương lai ngày mai ra sao, nhưng thôi thì mưa đến đâu mát mặt đến đấy chị ạ." "Ừ, dì nói phải, mà dì sướng nhất là dì có biết không? Là có bé gấu hả chị? Không, là có một người chồng như chú Đạt đó." "Dạ vâng ạ, được cái anh Đạt nhà em cũng biết quan tâm lo lắng cho vợ con chị ạ. Chứ thời buổi này, lấy phải ông chồng ra trường rồi rượu chè cờ bạc hay gái gú là mình cũng xong đời. Mà chú Đạt nhà mình thích ăn gì nhỉ? Chị thì biết gì thích ăn gì, nhưng chị hỏi để thi thoảng đổi bữa cho cả nhà đỡ chán. Nhà em thì ăn cũng đơn giản lắm chị ạ. Chồng em thích ăn chua, không thích ăn cay. Anh ấy thích ăn canh cá nấu chua, thịt kho tàu hay thịt rang cháy cạnh. À, chị biết rồi, hôm nào dì thích ăn món gì thì cứ bảo chị nhé." "Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị nhiều lắm. Nhờ có chị mà mẹ con em đỡ vất vả bao nhiêu." Chị Xuân nhìn thằng gấu và nói: "Sao mẹ thằng cu gấu cứ khách sáo thế nhỉ? Sau chị có sinh nở thì chị sẽ nhờ đến em. Chị với em giúp đỡ nhau cũng chỉ là những lúc như thế này thôi. Hai mẹ con chơi với nhau nhé, để bác xuống nấu cơm, rồi nhà mình đợi bố Đạt cùng về ăn." Nói rồi chị Xuân chạy xuống nhà nấu cơm. Thu nhìn theo bóng chị và thầm cảm ơn chị rất nhiều. Trước kia cũng đã có lần vì không được mẹ đối xử công bằng nên chị Xuân đã ghét bỏ và xua đuổi Thu. Nhưng giờ đây nó thấy chị đã khác, chị Xuân giờ đã chấp nhận nó và yêu thương nó. Phải chăng khi người ta trưởng thành, người ta sẽ dần thay đổi suy nghĩ và quan điểm sống của mình. Còn anh Đạt, sau khi kết thúc giờ làm tại phòng khám, mỗi ngày anh đều nhanh chóng lái xe về nhà để được ngắm nhìn bé gấu và ăn những món ngon chị Xuân nấu. Anh Đạt thấy chị Xuân rất đảm đang khéo léo và đặc biệt là nấu ăn rất ngon. Về khoản nấu ăn thì chị hơn đứt vợ anh. Anh cũng chẳng biết sao mình lại có cái suy nghĩ so sánh ấy. Thế rồi anh lại nhanh chóng gạt đi khỏi đầu. Mỗi tối sau khi chơi với bé gấu và nói chuyện với Thu xong, anh đều trở về phòng đọc sách để làm việc nốt. Hôm nay cũng vậy, anh tạm biệt Thu bằng một nụ hôn và nhanh chóng bước vào phòng làm việc. Thu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bên chị Xuân và bé gấu. Chị Xuân thấy Thu đã ngủ ngon lành, chị bèn nhẹ nhàng tỉnh dậy và xuống nhà pha cho Đạt một tách cà phê nóng. Chị mang lên phòng và thấy cửa vẫn mở, chị bước vào và nói: "Xuân mang cho Đạt tách cà phê này." Đạt giật mình nói: "Em cảm ơn chị ạ, muộn rồi sao chị còn chưa ngủ?" "Xuân còn nhiều những trăn trở lắm, mà Đạt cũng hay làm việc muộn nhỉ." "Dạ, em tranh thủ đọc chút tài liệu ạ." "Ừ, Xuân với Đạt bằng tuổi nhau, ở đây chỉ có hai đứa mình, đừng một câu chị, hai câu chị như thế." Nhưng em là..." "Không nhưng nhị gì cả." Nói rồi Xuân tiến đến gần chỗ Đạt ngồi hơn. Chị ngồi lên chiếc bàn cố tình để lộ ra vẻ đẹp cơ thể mình. Xuân hỏi: "Đạt thấy Xuân thế nào?" Đạt ấp úng trả lời: "Xuân rất đẹp." Dưới ánh đèn mập mờ, Đạt nhìn thấy làn da trắng non ẩn hiện bên trong lớp cổ áo đóng hở của Xuân. Xuân ghé sát vào Đạt tì thầm: "Xuân có cuốn hút không? Hãy làm những gì Đạt muốn. Xuân chẳng nói với ai đâu, bí mật này là của riêng hai ta." Đạt còn đang ngỡ ngàng chưa kịp đáp lại thì Xuân đã đặt môi lên cổ rồi môi anh. Lý trí mách bảo Đạt không được, nhưng cảm xúc trỗi dậy khiến Đạt không làm chủ được chính mình. Xuân chủ động và táo bạo: "Chị đã chờ giây phút này lâu rồi." Xuân nhanh tay cởi chiếc áo của Đạt để cánh tay mình sờ vào những nơi cần sờ. Đạt sau bao nhiêu ngày vợ mang bầu và sinh con phải kìm nén, nay như được giải tỏa. Anh chẳng còn để Xuân chủ động nữa. Anh cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn mãnh liệt của Xuân và bế chị ra ghế sofa. Hai người họ cuốn lấy nhau, hai thân thể đã hòa làm thành một và họ đã ái ân. Đạt tìm thấy những cảm giác mới lạ từ trước đến nay anh chưa từng được trải nghiệm, và không ai khác, Xuân đã cho anh điều đó. Cả hai như cùng được thỏa mãn. Họ nằm bên nhau suốt cả tiếng đồng hồ và lưu luyến rời xa khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Từ buổi đêm ngày hôm đó,
Tối nào Xuân cũng đợi Thu ngủ say và tìm đến căn phòng ấy. Đạt cũng chẳng mảy may suy nghĩ quá nhiều, bởi bên Xuân, anh có những cảm xúc rất mới, sự mãnh liệt và chủ động mà Thu chưa bao giờ mang đến cho anh. Hai hôm nay Thu thức giấc lúc nửa đêm, nhưng quay sang chẳng thấy chị Xuân đâu. Nó cứ tự cho rằng chắc chị xuống nhà uống nước hay đi vệ sinh, rồi cũng chẳng mảy may suy nghĩ và chìm vào giấc ngủ tiếp. Thu chẳng thể ngờ được, người chị mà nó yêu thương, người chồng mà nó tin tưởng lại làm những trò mèo sau lưng nó. Còn Xuân, chị ta chẳng thấy mình có lỗi lầm gì trong cuộc tình vụng trộm này. Ở thời điểm đó, Xuân cho rằng mình chỉ đang lấy đi của Thu một chút trong cuộc sống đầy đủ và viên mãn của cô em gái mà thôi. Những gì Xuân đang lấy đi của Thu chỉ bằng một góc nhỏ so với những gì bà Phượng đã đối xử với chị suốt hai mươi mấy năm qua. Nhưng rồi cũng sẽ qua đi một tuần. Hết ngày chủ nhật, Xuân cũng phải trở về xóm vòng và tiếp tục công việc trên đồi me. Tối đó, Xuân đến phòng làm việc của Đạt sớm hơn. Hôm nay chị chẳng nhanh chóng lao vào Đạt như thường. Khi thấy lạ, Đạt hỏi, Xuân hôm nay sao vậy? Xuân buồn và nhìn ra ngoài cửa sổ nói, ngày mai Xuân phải về rồi. Rồi tuần sau Xuân có lên không? Xuân cũng chưa biết, nhưng có lẽ Xuân sẽ rất nhớ Đạt. Đạt nhận ra mình với Xuân chẳng phải là tình yêu mặn nồng, mà có chăng chỉ là những rung động bất ngờ và mang đến cho nhau những khoái cảm mới mẻ. Tự nhiên anh lại thấy có lỗi với Thu. Anh nói, chắc chúng mình nên dừng lại ở đây. Những ngày qua như vậy là đủ với cả hai đứa mình rồi. Sao Đạt có thể nói vậy? Vì Thu là em gái của Xuân mà. Đạt thấy có lỗi. Quan trọng gì đâu, miễn sao là Đạt hạnh phúc khi bên Xuân. Nhưng Đạt sợ có ngày Thu sẽ biết. Đạt không nói, Xuân không nói thì ai biết. Nhưng nếu cứ tiếp tục thì Xuân là người thiệt thòi đó. Xuân không thấy vậy. Chúng mình hãy cứ tiếp tục đến khi nào Xuân có bến đỗ nhé. Đạt cũng không hiểu bản thân muốn gì, nhưng anh nghĩ sau ngày hôm nay anh và Xuân sẽ ít gặp lại nhau hơn, nên chắc cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh vẫn giữ được mái ấm gia đình bên Thu và bé Gấu. Khi Đạt còn đang nghĩ ngợi thì Xuân nhẹ xả vào lòng Đạt và nói khẽ, đêm trước khi Xuân về hãy là một đêm ngọt ngào và mặn nồng nhé. Và rồi chẳng đợi để Đạt đáp lại, Xuân lại chủ động mà đẻ Đạt ra. Đạt cũng quên đi những dòng suy nghĩ bắt đầu cuộc yêu nồng trái với Xuân. Lần cuối trước khi Xuân về xóm vòng, cả hai đã cuốn lấy nhau thật lâu, và dù muốn hay không, đến hơn 2 giờ sáng họ vẫn phải nói lời tạm biệt để về phòng. Sáng hôm sau, Xuân về lại xóm vòng sớm để bắt đầu công việc. Những đêm đầu không có Xuân, Đạt cũng có chút trống vắng, nhưng rồi anh lại thấy may mắn vì không phải sống trong lo sợ nữa. Bẵng đi một thời gian, Đạt cũng chẳng thấy cuối tuần Xuân đến chăm sóc cho Thu hay tìm anh nữa. Đạt cũng không suy nghĩ quá nhiều, anh bận rộn với công việc, về nhà còn tối mắt mà trông con giúp Thu để vợ tranh thủ giặt giũ dọn dẹp nhà cửa. Bẵng đi như thế mà cũng đến ngày bé Gấu được 1 tháng tuổi, gia đình anh chị mở tiệc đầy tháng cho con, hai bên nội ngoại đến rất đông, nhưng anh Đạt cũng chẳng nhìn thấy bóng dáng chị Xuân đâu. Đạt tự nghĩ chắc chị ta cũng đã có tình yêu mới rồi, thôi thì cũng tốt cho cả hai, nếu mọi chuyện kết thúc ở đó thì cũng đỡ mang đến những đớn đau. Nhưng không, cuộc đời vẫn luôn mang đến những cảnh trớ trêu. Sau vài tuần nữa, vào một buổi chiều thứ bảy, khi ông bà Hùng Bích và các con đang quây quần bên thằng Gấu thì nghe thấy tiếng chuông cổng. Nghe thấy tiếng chuông nhà vang lên, Thu vội vàng bế bé Gấu nằm chơi với ông bà ở trên phòng rồi chạy ra mở cửa. Thu reo lên, chị Xuân đến chơi với cháu đó ạ. Chị vào nhà đi. Chị Xuân gật đầu và lặng lẽ bước vào nhà. Ngồi xuống ghế, chị Xuân hỏi, chú Đạt có nhà không em? Dạ, anh Đạt vừa chạy ra đầu ngõ mua túi bỉm cho cháu chị ạ. Chị uống nước đi cho mát. Chị xin. Uống xong cốc nước mát lạnh, chị Xuân bắt đầu nói với Thu. Chị có chuyện này muốn nói với em. Vâng ạ. Chị có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy chị? Chị có thai rồi. Thu sững người rồi vội hỏi, chị có thai mà mẹ đã biết chưa ạ? Mà chị có thai với ai? Anh đó có yêu chị không ạ? Trước hàng loạt những câu hỏi của Thu, Xuân bình tĩnh trả lời. Dường như Xuân đã lên kế hoạch và sẵn sàng đối diện với tất cả mọi chuyện. Chị ta nói, đứa trẻ trong bụng chị là con của anh Đạt, chồng em. Chị nói cái gì cơ ạ? Sao có thể như thế? Sao đứa bé lại là con của chồng em được cơ chứ? Thu bàng hoàng,
Cô dường như không tin vào những gì mình vừa nghe Xuân nói. Tại sao lại không thể chứ? Sao đứa bé có thể là con của chị và chồng em? Hai người đã làm gì? Em không biết, để chị nói cho mà nghe nhé. Chị và Đạt đã qua lại với nhau khi em mới sinh bé Gấu đó. Nói cụ thể và chính xác là khoảng thời gian chị lên ở và chăm em tại ngôi nhà này. Trời ơi, sao chị có thể làm như thế với tôi? Sao hai người lại có thể làm chuyện thất nhân thất đức ấy sau lưng tôi? Thảo ngã quỵ xuống đất và kêu lên những tiếng đau lòng. Xuân vẫn mặt tỉnh bơ và đáp: Em đừng trách chị, cũng đừng trách Đạt, hãy trách bản thân mình không biết giữ chồng. Chị quá đáng vừa thôi. Chị dám làm cả chuyện đó với em ruột của mình sao? Từ trước đến nay tôi lúc nào cũng yêu thương chị cơ mà. Đúng, em yêu thương chị, nhưng mẹ em thì không. Bao năm qua em có tất cả, còn chị thì sao? Giờ đây chị sẽ lấy những gì em quý trọng nhất về bên chị. Chị sẽ để mẹ em phải thấy con gái bà đau khổ như thế nào. Mẹ tôi đã sai khi phân biệt đối xử, nhưng bao năm bà cũng có công sinh ra và nuôi chị lớn cơ mà. Lúc này Xuân chẳng muốn nói những lời nhỏ nhẹ nữa. Chị ta gỡ bỏ mặt nạ và nói: Mẹ mày ấy à, bà ấy không sinh ra tao. Tao với mày chỉ là chị em cùng cha khác mẹ thôi. Mày đã có bao năm yên bình rồi, giờ cũng là lúc đến lượt tao. Thu lại một lần nữa sốc vì một sự thật mà mình chẳng hay biết. Nó đau đớn mà khóc. Nó khóc vì bị chồng phản bội, vì bị chị gái lừa dối. Rồi sau này bé Gấu và đứa trẻ của chị ta sẽ xưng hô với nhau như thế nào? Chúng sẽ nghĩ gì khi mẹ nó và chị Xuân cùng chung chồng? Thu chưa bao giờ thấy lồng ngực mình đớn đau như lúc này. Nó như đang muốn phá tan ra. Đang chơi với bé Gấu trên nhà thì ông bà Hùng Bích nghe thấy tiếng ồn ào dưới tầng. Bà Bích đi xuống và thấy cảnh chị em Thu đang chất vấn nhau. Thấy Thu khóc mỗi lúc một to, bà Bích vội hỏi: Có chuyện gì vậy Thu? Con làm sao đó? Thu ôm lấy mẹ chồng mà kêu lên: Con khổ quá rồi mẹ ơi. Xuân lúc này cũng nhanh chóng mà cầm lấy tờ giấy siêu âm đưa cho bà Bích mà nói: Con gửi bác kết quả này ạ. Bà Bích ngạc nhiên: Cháu đưa cho bác tờ kết quả siêu âm này làm gì? Dạ, đó là phiếu siêu âm con của cháu và anh Đạt ạ. Bà Bích thốt lên: Cái gì cơ? Lúc này Đạt cũng vừa bước chân vào nhà, nghe thấy những gì Xuân nói, anh vội hỏi: Chị nói cái gì cơ? Xuân vẫn đon đả và bảo: Xuân và Đạt đã có con với nhau rồi đó. Đạt hạnh phúc chứ? Đạt chưa kịp trả lời thì Thu đã túm lấy anh rồi nói: Anh là đồ tồi, anh dám ngoại tình sau lưng tôi. Mà anh ngoại tình với ai cơ chứ? Anh ngoại tình với chị gái tôi đó. Bà Bích ôm lấy con dâu mà nói: Mẹ xin con bình tĩnh lại đi. Đạt cũng quỳ xuống mà bảo: Anh có lỗi với em, hãy tha thứ cho anh. Xuân để cho cả nhà chồng Thu diễn xong cảnh tình cảm sướt mướt. Rồi chị nói: Thưa bác, thưa anh Đạt, giờ cháu muốn có một danh phận đàng hoàng. Đứa bé sinh ra phải có cha ạ. Bà Bích lắc đầu và hiểu rõ tâm can của người con gái đang ngồi đối diện mình. Một kẻ sẵn sàng dám đi cướp chồng của em gái mình thì còn gì không thể chứ. Bà nói: Cô đừng hỏng bước chân vào nhà tôi. Đừng mong gia đình chúng tôi chấp nhận cô là con dâu. Xuân cười và đáp: Cháu vẫn luôn muốn tốt cho anh Đạt, nhưng nếu gia đình mình hắt hủi mẹ con cháu thì sự nghiệp của anh Đạt sẽ đi đến đâu thì bác tự hiểu ạ. Xuân chẳng ngại uy hiếp cả nhà bà Bích. Đớn đau tột cùng, Thu cầm tay bà Bích mà nói: Mẹ ơi, coi như duyên phận của con và anh Đạt đến đây cũng chấm dứt. Con không thể sống trong cảnh chung chồng được mẹ ạ. Con sẽ ly hôn với anh. Mẹ xin con. Con đừng làm vậy. Với mẹ chỉ có con là con dâu. Đạt chết lặng vì bản thân đã tự đẩy mình, đẩy gia đình vào sự tan vỡ. Thu nói tiếp: Con xin phép bố mẹ, ngày mai con đưa cháu về quê, còn đơn ly hôn con sẽ gửi anh Đạt sau. Chị Xuân chỉ mong chờ giây phút Thu nói ra điều đó. Thu nói xong rồi bước lên phòng dọn đồ. Xuân cũng ra về và hẹn ngày mai sẽ trở lại. Chị mong muốn được sự chào đón của cả nhà, nhưng bà Bích chẳng thèm quan tâm. Bà quát lớn vào mặt Đạt: Sao mày ngu thế hả con? Bị nó lừa rồi đó, giờ mất tất cả nhé. Con sai rồi mẹ ơi, con chẳng biết phải làm gì cả. Lớn rồi, hãy chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Bà Bích bỏ lại con trai và lên phòng với Thu. Bà biết tất cả đến với Thu quá đột ngột, khiến con bé bàng hoàng và đớn đau. Nhưng chính bà cũng không thể giải quyết ổn thỏa chuyện này. Sáng hôm sau,
Ông Hùng, bà Bích và Đạt buồn bã nhìn mẹ con thằng Gấu lên taxi trở về xóm Vòng. Thu ra đi nhưng lòng đầy lưu luyến. Trong phút chốc mà nó đã mất đi mái ấm, trong khoảnh khắc mà bé Gấu đã chẳng còn có cha, ngôi nhà kia, hạnh phúc kia mãi mãi chỉ còn trong quá khứ. Thấy Thu ôm con và đồ đạc về nhà, bà Phượng vội hỏi, sao con mang nhiều đồ về thế? Thu lặng lẽ bước vào nhà và buồn rầu nói với mẹ, con và anh Đạt sẽ ly hôn mẹ ạ. Mẹ cho con và cháu Gấu ở đây mẹ nhé. Bà Phượng sững người, bà hỏi, sao lại đến bước phải chia tay, phải ly hôn với nhau hả con? Thu mệt mỏi đặt bé Gấu xuống giường và bảo mẹ, chồng con có con riêng với người ta. Bà Phượng nhảy dựng lên mà nói, thằng Đạt mà nó dám cơ á, sao nó lại có thể? Vâng, đời chẳng ai biết chữ ngờ mẹ, chồng con cứ xin lỗi và bảo chỉ là một phút lầm lỡ. Bà Phượng nghĩ lại đời mình cũng đã từng rơi vào cảnh chồng có con ở bên ngoài. Bà hiểu cảm giác và cảm thương cho con gái rất nhiều. Rồi bà hỏi, thế nó có con với đứa nào, nhà ở đâu, để mẹ đến mẹ cho nó một trận. Cái ngữ con gái chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác thì sao để chúng nó sống yên được? Thu bần thần nói, là ai thì con mau nói ra đi, cứ ấp úng sốt hết cả ruột. Là chị Xuân nhà mình ạ. Bà Phượng ngã ngửa vì lời con gái nói. Cái gì? Cái Xuân? Trời ơi, cái con trời đánh này, tại sao nó lại có thể giật chồng của em gái mình? Nó cũng y chang như mẹ nó xưa kia. Đúng là mẹ nào con đấy. Trước kia mẹ đã bảo con hãy tránh xa nó ra rồi. Con này tâm cơ độc ác lắm. Sao mẹ lại giấu con chuyện bố có con riêng cơ chứ? Bà Phượng lấy lại bình tĩnh rồi nói, mẹ muốn nhà cửa ấm êm, và cũng vì muốn giữ ngọn lửa hạnh phúc cho gia đình. Rồi bà Phượng kể lại mọi chuyện đã qua cho Thu nghe. Thu bỗng thấy thương mẹ thật nhiều. Thì ra mẹ của mình cũng đã phải chịu bao ấm ức. Nếu mình còn có thể quay trở về nhà sau đổ vỡ thì trước kia mẹ đâu có thể. Mẹ bao năm vẫn ôm những bí mật, tự chịu đựng để giữ chồng và có được mái ấm gia đình. Rồi bà Phượng nói, để mẹ đến cho con Xuân một trận. Rồi bà ngẫm nghĩ lại bảo sao sáng nay nó nói lời chào mẹ và nói là đi làm xa một thời gian, thì ra nó muốn dọn đến ở ngôi nhà con đang ở. Bố mẹ chồng con cũng chấp nhận sao? Dạ không ạ, bố mẹ con không chấp nhận, nhưng con muốn ra đi. Bà Phượng réo lên, trời ơi là trời, sao con cứ hiền lành đến ngốc nghếch thế hả? Bố mẹ còn đứng về phía mình, vậy mà dễ dàng từ bỏ là sao? Không phải sợ gì cả, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con. Thu cầm tay mẹ mà nói, con xin mẹ hãy để cho con giải quyết chuyện này. Hạnh phúc chẳng phải thứ có thể đem ra mà tranh giành hay cướp giật đâu. Con cũng chẳng thể tiếp tục sống với người chồng đã ăn nằm với chị gái của con. Thằng Gấu cũng chẳng thể có một người cha như vậy. Nhưng sau này con sẽ vất vả thiệt thòi đủ đường, một mình nuôi con đâu có dễ. Con có bằng cấp, có công việc, có mẹ, có gia đình mình rồi là đủ rồi mẹ ạ. Con đã rất oán hận chị Xuân, nhưng rồi càng oán trách lòng con lại càng nặng trĩu. Phải chăng vì trước kia chị thiếu đi tình mẹ, sống quá lâu trong sự ghét bỏ nên mới thành ra ích kỷ và đố kỵ như vậy không ạ? Bà Phượng ngẫm lại những lần mắng chửi, có khi còn đánh đập Xuân. Bà không biết có phải vì mình đã sai rồi hay không mà giờ con gái bà phải chịu đau đớn tột cùng như vậy. Nghe Thu nói, lúc đầu bà cũng muốn chạy ngay đến mà cho Xuân một trận no đòn, nhưng rồi chính những lời con gái nói khiến bà tĩnh tâm lại mà suy nghĩ, phải chăng trên đời này đều có nguyên do của nó? Kết cục ngày hôm nay ta nhận là do những gì trước kia ta gây ra, và có thể chỉ khi ta đánh mất đi những gì ta từng có, ta mới thấy mình cũng đã sai. Sau nhiều lần Thu thuyết phục bà Phượng, bà cũng đồng ý để mọi chuyện lắng xuống và để cho Thu tự giải quyết. Bà không ngờ cô con gái bé nhỏ của bà lại mạnh mẽ đến như vậy. Nhưng bà đâu có hay rằng mỗi tối sau khi để thằng Gấu ngủ ngon lành là từng ấy đêm Thu rơi nước mắt, những giọt nước mắt sầu đau. Nó giấu đi những đau thương vì không muốn bà Phượng phải suy nghĩ, cũng chẳng muốn mình để ai phải thương hại. Những ngày trở về nhà, Thu quanh quẩn bên thằng Gấu và làm bạn với khu vườn trước mặt. Thu tạo cho mình niềm vui bằng việc trồng cây, những luống rau tươi xanh, những khóm hoa hồng, hướng dương hay thược dược được Thu chăm sóc tỉ mỉ mỗi ngày. Cô để ngoài tai những lời bàn tán của bà con xóm Vòng.
mấy bà rảnh rỗi vẫn thường hay rỉ tai nhau rằng tưởng con Thu nhà bà Phượng số sướng thế nào, cuối cùng cũng bị chồng bỏ, hay lại có cô đi chợ cũng có lời ra tiếng vào, nào là nghe bảo thằng chồng nó có con riêng đó, rồi lại có người đưa đẩy câu chuyện đi xa hơn, hay bố mẹ chồng cay nghiệt quá không thể ở được, phải khăn gói về nhà mẹ đẻ. Thu chẳng để tâm và cũng chẳng muốn giải thích với bất kỳ ai điều gì, im lặng là cách nó chọn lựa. Thu bắt đầu vào quay những video ngắn mỗi ngày và gửi gắm vào đó những câu chuyện cuộc sống. Mọi người dần biết đến Thu và nhớ về cô với sự tích cực kỳ và lạc quan. Thu từng bước vượt qua những ngày đen tối và phải chăng khép lại một cuộc hôn nhân chưa bao giờ là sự chấm hết cho cuộc đời. Thu vui vẻ đón nhận ngày mới. Ở bên cô có mẹ Phượng, có bé Gấu và những người bạn yêu thương. Chị Xuân đã bước chân vào được ngôi nhà 2 tầng, đã làm vợ của anh Đạt, nhưng điều chị chẳng bao giờ có được là tình yêu và sự chấp thuận của gia đình nhà chồng. Ông bà Hùng Bích chẳng thèm ngó ngàng hay đặt chân đến nhà vợ chồng anh Đạt lấy một lần, nhưng thay vào đó, hàng tháng ông bà vẫn tranh thủ ghé qua thăm bé Gấu và Thu. Với bà Bích, bà chỉ có một đứa con dâu là Thu và có một đứa cháu nội là thằng Gấu mà thôi. Từ ngày về ở căn nhà trên thị trấn đó, chị Xuân đã nghỉ hẳn công việc ở đồi me và đều đặn ở nhà dọn dẹp, nấu cơm chờ chồng về mỗi ngày. Nhưng khi sống với chị Xuân dưới một mái nhà, anh Đạt nhận ra giữa anh và chị chẳng có chút tình cảm nào, sống với nhau qua ngày đoạn tháng chỉ vì có cái thai trong bụng chị. Anh Đạt bắt đầu đi sớm về khuya, bắt đầu chìm đắm vào những cơn say khướt. Có khi anh trở về nhà lúc 23 giờ, mặc cho chị Xuân có gọi như thế nào đi chăng nữa. Nhìn thấy anh Đạt loạng choạng bước vào nhà, chị Xuân chạy ra đỡ anh, nhưng nhìn thấy chị, anh quát lớn trong cơn say: "Cô tránh ra, cút khỏi nhà tôi ngay." Xuân vẫn cố bám lấy để đỡ anh: "Em Xuân đây, em là vợ anh mà." Đạt cười lớn và nói: "Cô ấy à, cô là kẻ phá hoại gia đình tôi, chứ vợ cái nỗi gì. Cô là người phụ nữ thâm độc, là kẻ đi phá hoại hạnh phúc gia đình em mình. Cô sung sướng lắm hả?" Nghe những lời anh Đạt nói, dù biết là những lời trong cơn say, nhưng Xuân vẫn tủi thân, vẫn đớn đau. Cô khóc cho thân phận của mình, khóc cho những gì mình phải đối diện. Những tưởng có con với anh thì cô sẽ có được hạnh phúc, nhưng không, cô mất tất cả và nhận lại sự đáng khinh. Cô nhìn anh Đạt bước lên cầu thang, anh vẫn luôn miệng gọi: "Thu ơi, em đang ở đâu? Là anh đã sai rất nhiều rồi. Hãy tha thứ cho anh, hãy về bên anh." Đâu chỉ có một lần như vậy, Xuân chứng kiến ngày một nhiều hơn những cơn say của chồng. Và cứ mỗi lần say, anh lại gọi tên Thu trong đau đớn. Anh lục lọi khắp nhà hình bóng của người con gái ấy, và thậm chí khi không còn làm chủ được chính mình, anh vứt tất cả đồ đạc của Xuân ra sân và đuổi cổ chị đi đâu thì đi. Sống trong ngôi nhà hiện đại, đầy đủ tiện nghi, nhưng Xuân mỗi ngày lại càng thấy cô đơn hơn rất nhiều. Chị thấy mình như một cái bóng vô hình giữa thị trấn, chẳng ai thèm quan tâm hay ngó ngàng đến. Xuân để mình lặng yên và nghĩ bản thân đã cố gắng có bằng được người chồng của em gái, để rồi nhận lại những gì. Mình cuối cùng cũng là kẻ chẳng bao giờ có được tình yêu và hạnh phúc đích thực. Xuân ngước mắt lên bầu trời đầy sao và rơi những giọt nước mắt tuyệt vọng. Trong đêm tối, chị thấy mình cần phải sống một cuộc đời cho riêng mình, chẳng thể mãi chờ đợi, cầu xin sự yêu thương từ Đạt, người đàn ông lúc nào cũng một lòng một dạ hướng về Thu. Và rồi đêm đó, chị chẳng ngủ, chị đã ngồi dưới ngọn đèn bàn mà viết 2 bức thư gửi Đạt và Thu. Chị gửi lời yêu đến Đạt, nhưng chị hiểu chị chẳng bao giờ có được trái tim của anh và chị sẽ quyết định rời đi. Anh hãy tìm đến Thu, mong con bé tha thứ và xây dựng hạnh phúc cho mình. Còn với cô em gái cái Thu, chị Xuân viết rất dài nhưng đại loại gói gọn với nội dung. Chị thành thật nói về những đố kỵ ghen ghét với em. Chị nhận mình đã sai vì đã đi cướp hạnh phúc của gia đình Thu. Chị Xuân chẳng mong Thu sẽ tha thứ, chỉ mong con bé tha lỗi cho Đạt vì đứa nhỏ. Gửi lại lá thư, những dòng tâm sự, sáng hôm sau chị đã xách đồ và lên xe khách đi xa thật xa. Chẳng ai biết chị đã đi đâu, nhưng chị Xuân mỉm cười nhìn con đường cao tốc trước mặt. Chị và đứa con sẽ cùng nhau có cuộc đời mới nơi mảnh đất khác hẳn với xóm vòng hay thị trấn kia.
Đi làm về muộn, Đạt bất ngờ vì bức thư mà Xuân để lại. Anh nhận ra Xuân đã đi xa thật xa. Anh đọc những dòng chữ của Xuân mà không khỏi xót xa. Thì ra những ngày qua Xuân đã nghĩ ngợi rất nhiều về những gì mình đã làm. Đạt mong trời sáng thật nhanh để anh quay về tìm Thu, để gửi lại lá thư mà Xuân viết cho em gái. Sáng sớm tinh mơ, Đạt phi xe nhanh qua những con đường rợp bóng cây. Anh đặt chân đến con ngõ nhỏ quen thuộc và bước vào nhà bà Phượng. Khi thằng Gấu vẫn đang còn ngủ, bà Phượng vẫn đang lúi húi trong bếp, và anh thấy Thu đang nhẹ bước trong vườn. Anh gọi nhỏ, Thu, Thu này. Thu giật mình quay sang thì thấy Đạt. Nó bước vào sân và hỏi, anh đến đây có chuyện gì? Thấy Đạt đến nhà, bà Phượng cũng chạy ra mà trách, anh còn dám vác mặt đến đây sao? Mẹ cho con vào nhà thưa chuyện ạ. Anh kể lại tất cả cho bà Phượng và Thu nghe về quyết định của Xuân, cầm và đọc lá thư mà chị Xuân để lại. Thu lại bùi ngùi, vừa thương vừa trách chị. Chẳng biết giờ này mẹ con chị đi đâu. Khi Thu còn đang suy nghĩ, Đạt lên tiếng, còn xin mẹ, anh xin em hãy cho anh một cơ hội. Bà Phượng chỉ nói, thôi, hai đứa nói chuyện với nhau đi, mẹ đi ra chợ mua cháo cho thằng Gấu đây. Bà Phượng bỏ lại hai đứa trong phòng khách để hai đứa nó có khoảng không gian riêng mà trò chuyện. Bước chân ra ngoài, bà Phượng thấy những giọt nắng sớm chiếu vào những giọt sương lấp lánh. Bà vừa đi, vừa mong cho mẹ con cái Xuân sẽ bình yên nơi mảnh đất mới, có cuộc sống hạnh phúc thật sự. Anh Đạt vẫn chờ đợi câu trả lời của Thu. Mãi Thu mới nói, giờ em chỉ muốn bên con, bên mẹ mà thôi. Đạt hiểu Thu cần thêm thời gian. Anh nói, anh sẽ đợi em. Hãy cho anh đến thăm con và em mỗi tuần nhé. Thu gật đầu và tiếng khóc của thằng Gấu trong nhà vang lên. Đạt nhanh chân vào bế con ra ngoài. Anh nói, Gấu của bố lớn quá rồi, bố bế ra đây chơi nhé. Bé Gấu của bố ngoan quá, rồi bố và mẹ Thu sẽ cho con đi chơi nhiều nơi Gấu nhé. Và anh Đạt bế con ra thềm nhà nơi Thu đang đứng. Ba người họ nhìn về phía những bông hoa hồng, hoa hướng dương và hoa thược dược đang nở trong nắng sớm. Mỗi loài hoa một vẻ chẳng thể trộn lẫn, và con người ta cũng vậy, mỗi người một số phận và có một vẻ đẹp cho riêng mình. Hoa phải đi qua nắng mưa mới đơm bông kết trái, và con người phải chăng cũng phải đi qua hết những bão giông mới có được hạnh phúc tròn đầy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong một câu chuyện về hôn nhân và gia đình. Phải chăng Xuân tính giật chồng của người em để trả thù cho những gì mà cô phải gánh chịu khi người mẹ không sinh ra cô, đã đối xử với cô suốt những năm tháng của tuổi thơ, khiến cho lòng ích kỷ ngày một lớn dần lên? Nhưng Thu đã sai khi cô đã đem sự đau khổ của mình chuyển sang cho người khác. Cuối cùng kết thúc cũng rất có hậu, mọi việc lại trở về với trật tự vốn có ban đầu của nó. Ai cũng nhận lấy hạnh phúc cho riêng mình, chỉ là hạnh phúc mỗi người có sự khác nhau mà thôi. Đến đây, Hồng Huệ xin được nói lời tạm biệt, chia tay quý vị khán thính giả trên kênh Chuyện Đêm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kể chuyện lần sau. Thân ái chào tạm biệt.